Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 165. Nguyên thuật, là truyền thuyết bên trong, hàm chứa nguyên đạo bí ẩn thuật pháp, đại biểu võ đạo trung cực nghĩa sâu xa, dựa theo cấp bậc, có thể phân chia tiểu nguyên thuật, lớn nguyên thuật, cao nhất nguyên thuật. Trong truyền thuyết cao nhất nguyên thuật, uy lực thậm chí vượt qua 33 thiên hồng mông cổ pháp. 33 thiên hồng mông cổ pháp, là thiên địa tạo hóa thành. Mà nguyên thuật, là xa xôi thời đại, thái cổ trước dân học hỏi thiên địa tinh không, cảm ngộ vũ trụ vạn giới, chế tạo ra thuật pháp, khéo léo tuyệt vời, hàm chứa nhân định thắng thiên chí lý. Nếu như nói hồng mông cổ pháp, đại biểu thiên địa đại đạo, như vậy nguyên thuật, liền đại biểu nhân hoàng tôn nói, tượng trưng cho người huy hoàng, nghiền ép chư thiên khí thế. Mỗi một môn nguyên thuật, đều có không cách nào tưởng tượng giá trị. Nếu như có thể lĩnh ngộ, có thể thật to dòm ngó gặp nguyên đạo bí ẩn, đối với tu luyện rất có ích lợi. Một cái thiên thần cảnh tiền kỳ võ giả, nếu như lĩnh ngộ nguyên thuật, dựa vào nguyên đạo linh khí, thậm chí có thể ngay tức thì đột nhiên tăng mạnh, một bước lột xác, trở thành trong truyền thuyết thần đế cao thủ, bớt đi vô số tu luyện khổ công, đơn giản là nghịch thiên. Có thể tưởng tượng được, nguyên thuật giá trị, có khủng phố dường nào. Vậy Thái Âm Ngọc Thỏ, trộm đi nguyên thuật sau đó, tựa hồ đem về thần quốc, chúng ta muốn không muốn phái người đi thăm dò dò. Viêm Thiên Long Thần hạ thấp giọng, mặc dù chung quanh không có bất kỳ người, nhưng hắn nhưng sợ bị người biết điều bí mật này. Dẫu sao, cái này quan hệ đến nguyên thuật. Hơn nữa còn là Đế Uyên Điện nguyên thuật. Thiên Viên Mặc Tà tim đập loạn, coi như là toàn bộ Thiên Đạo Cung, cũng không có nguyên thuật, nếu như có thể cướp đoạt đến nguyên thuật, hắn tu vi, tuyệt đối muốn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể thật to tiêu trừ nghịch luyện hồng mông tội nghiệt. Nhưng là, cái này nguyên thuật là Đế Uyên Điện đồ, nếu như cướp lấy, bị Đế Uyên Điện biết, sợ là có vô cùng tai họa. Được rồi. Cân nhắc luôn mãi sau đó, Thiên Viên Mặc Tà đau lòng cắn răng, nói, nguyên thuật mất, Đế Thích Thiên nhất định phái người tìm, chúng ta nếu như cướp đoạt, đắc tội hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn mặc dù vậy rất muốn nguyên thuật, nhưng hắn biết mình chỉ có một cái đầu, nếu như đắc tội Đế Thích Thiên, sợ là 10 cái đầu cũng không đủ chém. Thuộc hạ rõ ràng, Viêm Thiên Long Thần hơi có điểm thương tiếc, thở dài một cái, nếu như có thể cướp được nguyên thuật, cái gì Minh Điện, cái gì Diệp Thần, đều là gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Nhưng Hiên Viên Mặc Tà, nhưng là đặc biệt cẩn thận, trong thời gian ngắn, không hề muốn đụng chạm Đế Uyên Điện mũi nhọn. Nguyên thuật chuyện, người tạm thời không cần phải để ý đến, dẫn người đi sùng quang nơi chôn cất, cho ta bắt hạ Nhược Tuyết. Hiên Viên Mặc Tà điểm ngón tay một cái, sử dụng sùng quang xem ảnh thuật, đúng tòa cung điện thần khí cổn đáng, từng luồng sùng quang hà thải tràn ngập, tạo thành một bức họa cuốn. Bức họa bên trên, cho thấy sùng quang nơi chôn cất vị trí, mặc dù thiên cơ che đậy, khói mù lượn lờ, mơ hồ, hắn không thấy rõ sùng quang nơi chôn cất nội bộ hoàn cảnh, nhưng cụ thể tọa độ, vẫn là thôi diễn đi ra. Hơn nữa, hắn cảm ứng rõ ràng đến, Hạ Nhược Tuyết hơi thở, ngay tại sùng quang nơi chôn cất bên trong. Thuộc hạ lập tức đi làm. Viêm Thiên Long Thần đáp một tiếng, liền muốn xoay người rời đi. Chậm! Thiên Viên Mặc Tà kêu hắn lại, bàn tay vung lên, một cái thanh phi kiếm gào thét ra, không ngừng ngưng tụ dung hợp, hóa thành một lá bùa chiếu, lóe lên tinh đế thần quang, khí uy xâm nghiêm. Ta tinh đế kiếm phù, người vậy mang theo, để ngừa vạn nhất. Tấm phù chiếu này, dung hợp Thiên Viên Mặc Tà tinh đế hạo nhiên khí, còn có Chu Thiên Thần kiếm quyết diệu pháp, một khi thả ra ngoài, có thể bộc phát ra 100.000 thanh tinh đế phi kiếm, chém chết hết thảy. Uy lực lớn, đủ để tiêu diệt thiên thần cảnh 9 tầng trời thần đế cao thủ. Như thế nghịch thiên phù chiếu, Thiên Viên Mặc Tà trước kia cũng biết không ra. Nhưng hiện tại, thượng giới chuyến đi kết thúc, hắn tâm cảnh lột xác, lại nghịch luyện hồng mông cổ pháp, tu vi lớn tiến bộ lớn, vậy là có thể làm được một điểm này. Thuộc hạ cáo từ. Viêm Thiên Long Thần thủ trưởng hơi run run, cẩn thận thu cất phù chiếu, xoay người rời đi. Hắn rất rõ ràng. Cái này tinh đế kiếm phù là Hiên Viên Mặc Tà chân nguyên máu tươi biến thành, có thể không dùng tốt nhất đừng dùng, nếu không một khi cháy, nhất định phải để cho người sau gặp cắn trả. Nếu như là trước, hắn có lẽ có tư cách trở thành Hiên Viên Mặc Tà tương lai lá bài tẩy. Nhưng là hiện tại, Viêm Thiên Long Thần biết mình căn bản không có tư cách. Bây giờ Hiên Viên Mặc Tà đem sẽ trở thành là thần quốc vô số người sợ hãi. Có lẽ ở tương lai,
phần này sợ hãi còn thuộc về vực ngoại và thượng giới. Ừ, Hiên Viên Mặc Tà khẽ gật đầu, Huyền Cơ Nguyệt giao phó, hắn tự nhiên sẽ không quên. Hạ Nhược Tuyết cái này tội nữ, phải bắt cầm lên, mang tới bầu trời, giao cho nàng thẩm vấn. Mà lúc này, Sùng Quang nơi chôn cất. Sáng sớm, sương mù không tán. Toàn bộ Sùng Quang nơi chôn cất, bao phủ ở một tầng nhàn nhạt trong sương mù, linh khí trôi dạt. Rất nhiều Diệp gia đệ tử, cũng đón ánh ban mai, bắt đầu một ngày tập thể dục sáng sớm. Bọn họ động tác, cương mãnh có lực, hổ hổ sinh phong, hiện ra không tầm thường tư chất. Các ngươi phải thêm chặt tu luyện, mới khá chấn hưng ta Diệp gia. Một đạo hào dã thanh âm, ở tập thể dục sáng sớm trên trận cổn đáng. Người nói chuyện, chính là Diệp Lăng Thiên, hắn đang chỉ điểm Diệp gia đệ tử tu luyện. Tộc trưởng. Rất nhiều Diệp gia đệ tử, nghe được hắn mà nói, quyền cước múa được càng có lực. Lúc này Diệp Lăng Thiên, đã hoàn toàn thành Diệp gia đầu não, địa vị đặc biệt vững chắc. Nhìn chung quanh Diệp gia đệ tử tinh thần phấn chấn mạnh mẽ hình dáng, Diệp Lăng Thiên cũng là gật đầu một cái, chậm rãi dò xét, ánh mắt trong lơ đãng nhìn về xa xa, phương xa trên đỉnh núi, có một đạo trắng như tuyết bóng đẹp ngồi xếp bằng, trong ngực ôm một cái thỏ ngọc, trên người có ti ti lũ lũ ánh trăng tràn ngập ra. Không biết vậy Minh Nguyệt Thiên Thư, Nhược Tuyết cô nương lĩnh ngộ được như thế nào? Diệp Lăng Thiên chau mày, yên lặng bàn tư trước. Vậy đạo trắng như tuyết bóng đẹp, chính là Hạ Nhược Tuyết. Kể từ cùng Diệp Thần sau khi chia tay, nàng liền trở lại Sùng Quang nơi chôn cất bên trong tu luyện, chỉ muốn mau sớm trở nên mạnh mẽ. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, mượn luân hồi tinh diễm nội bộ mạnh mẽ lại thuộc về thượng giới năng lượng, nàng đã tấn thăng đến thiên thần cảnh trung kỳ, thực lực khá là không tầm thường, nhưng khoảng cách cao thủ chân chính cảnh giới, còn có đặc biệt khoảng cách rất xa. Muốn lột xác thành cao thủ chân chính, nhất định phải có thiên đại cơ duyên. Cái này cuốn Minh Nguyệt Thiên Thư, chính là ta cơ duyên, ta nhất định phải lĩnh ngộ. Trên đỉnh núi, Hạ Nhược Tuyết tóc xanh đón gió phiêu vũ, ánh mắt kiên định. Ở trước mặt nàng, để một quyển cổ thư, sách bìa, in Minh Nguyệt Thiên Thư bốn chữ, mở ra vừa thấy, bên trong trang sách, nhưng là một phiến chỗ trống, không có một cái chữ viết. Lại là một quyển Vô Tự Thiên Thư. Từng tia huyền ảo nguyên khí, mơ hồ từ Vô Tự Thiên Thư bên trong tràn ngập ra. Cái này lại là một môn nguyên thuật. Tuyết tỷ tỷ, người lĩnh ngộ được thế nào? Một đạo ngọt ngào nhu nhu, giống như bé gái vậy thanh âm non nớt, từ Hạ Nhược Tuyết trong ngực ôm thỏ ngọc trong miệng, nhẹ nhàng phát ra. Tiểu Bạch, ta đã mơ hồ lĩnh ngộ, nhưng chính là kém một bước cuối cùng, cách một tầng cửa sổ giấy, làm sao vậy thọt không phá? Hạ Nhược Tuyết không biết làm sao lắc đầu. Nghịch thiên nguyên đạo, ngay tại nàng trước mặt, tựa hồ xúc tu có thể đụng, nhưng nàng chính là không chạm được tới. Tuyết tỷ tỷ, đừng có gấp, chúng ta có thể từ từ tu luyện. Thỏ ngọc chắp tay một cái Hạ Nhược Tuyết ngực, một mặt ngoan ngoãn hình dáng. Nếu như thiên đạo cung người ở chỗ này, nhất định sẽ đặc biệt kinh ngạc, bởi vì cái này thỏ ngọc, chính là truyền thuyết bên trong, thượng cổ đại hung huyết mạch cường đại nhất tồn tại, bị trấn áp tại Bi Thiện Đại Đế mộ trong phủ Thái Âm Ngọc Thỏ. Nguyên lai, Thái Âm Ngọc Thỏ bị Đế Uyên Điện bắt đi sau đó, trộm một môn tiểu nguyên thuật, trốn chạy ra, cũng trốn về thần quốc, đánh bậy đánh bạ dưới, lại chạy trốn tới Sùng Quang nơi chôn cất. Đế Uyên Điện bị mất tiểu nguyên thuật, phái ra vô số cường giả đuổi giết, Thái Âm Ngọc Thỏ tuy may mắn chạy khỏi, nhưng cũng bị đánh trọng thương, chạy tới Sùng Quang nơi chôn cất thời điểm, đã là thoi thóp, mất đi sức chiến đấu. Hạ Nhược Tuyết vận dụng luân hồi tinh diễm, không phí nhiều sức. Ung dung luyện hóa Thái Âm Ngọc Thỏ lệ khí hung hồn, cũng để cho luân hồi tinh thạch tinh linh, ký túc ở Thái Âm Ngọc Thỏ trong thức hải, trực tiếp đoạt xác. Ngày xưa hung tàn Thái Âm Ngọc Thỏ, hoàn toàn chết. Bây giờ bị Hạ Nhược Tuyết ôm vào trong ngực, nhưng thật ra là trước kia tinh linh tiểu muội, nàng đoạt xác Thái Âm Ngọc Thỏ thân thể, đổi tên kêu Tiểu Bạch. Ngày xưa thượng cổ đại hung, đã hoàn toàn thành Hạ Nhược Tuyết thú cưng. Nàng vô căn cứ đạt được như thế cường đại thú cưng. Cái này cơ duyên tạo hóa, đơn giản là nghịch thiên. Nhưng càng nghịch thiên cơ duyên, còn ở phía sau. Đừng quên, Thái Âm Ngọc Thỏ từ Đế Uyên Điện trong phòng kho, trộm đi một môn tiểu nguyên thuật. Nguyên thuật, hàm chứa võ đạo cuối cùng bí ẩn, coi như là tiểu nguyên thuật, cũng có nghịch thiên nguyên đạo diệu pháp, so với giống vậy võ đạo thần thông, không biết lợi hại hơn nhiều ít. Nếu như có thể lĩnh ngộ, thiên địa nguyên khí thêm thân, tu vi tuyệt đối muốn đột nhiên tăng mạnh.
thậm chí có thể một bước lên trời, trở thành trong truyền thuyết thần đế. Đây chính là nguyên uy lực. Một khi lĩnh ngộ, đủ để cho người lột xác, ngay tức thì nghịch thiên. Thái Âm Ngọc Thỏ trộm đi tiểu nguyên thuật, kêu Minh Nguyệt Thiên Thư, là đao kiếm nhật nguyệt bốn cuốn vô tự thiên thư một trong, hàm chứa quá thanh ánh trăng thủy nguyên bí mật, là ánh trăng ngọn nguồn. Mấy ngày nay thời gian, Hạ Nhược Tuyết một mực đang tu luyện Minh Nguyệt Thiên Thư. Minh Nguyệt Thiên Thư, là một trong bốn cuốn thiên thư, đặc biệt phức tạp, coi như là Diệp Thần tới, chỉ sợ cũng không cách nào lĩnh ngộ. Nhưng Hạ Nhược Tuyết thú cưng, vừa vặn là Thái Âm Ngọc Thỏ, trong huyết mạch có đặc biệt đậm đà quá thanh ánh trăng hơi thở. Ở Thái Âm Ngọc Thỏ phụ tá Hạ, Hạ Nhược Tuyết cũng là bước đầu mò tới Minh Nguyệt Thiên Thư ngưỡng cửa, chỉ kém một tầng cửa sổ giấy, là có thể hoàn toàn đột phá. Một khi hiểu được Minh Nguyệt Thiên Thư, nàng tuyệt đối muốn một bước lên trời, trở thành trong truyền thuyết thượng cổ thần đế. Ngay tại lúc này, bầu trời phương xa, truyền tới kinh thiên vang lớn, từng đạo khí tức cường đại, hung hãn gào thét tới. Chuyện gì xảy ra? Tập thể dục sáng sớm trên trận, Diệp Lăng Thiên cảm thụ vậy từng đạo khí tức cường đại, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tại chỗ Diệp gia các đệ tử, cũng là một mặt ngạc nhiên. Xung quanh nơi chôn cất vị trí, đặc biệt bí mật, cơ hồ không người nào biết, tại sao có thể có kẻ địch xông vào. Thiên thần cảnh tầng 8. Mà Hạ Nhược Tuyết vậy bắt được một cổ kinh khủng hơi thở. Xông vào xung quanh táng trong đất kẻ địch, người mạnh nhất ước chừng đạt tới thiên thần cảnh tầng 8. Chẳng lẽ là đế uyên điện người? Hạ Nhược Tuyết tiếu mặt trầm xuống, nàng vô căn cứ đạt được Thái Âm Ngọc Thỏ và Minh Nguyệt Thiên Thư, có thể nói là vận khí nghịch thiên. Cơ duyên tạo hóa vô cùng, nhưng cái này cơ duyên sau lưng, nhưng cất giấu thiên đại nguy hiểm. Dẫu sao, Minh Nguyệt Thiên Thư là đao kiếm nhật nguyệt một trong bốn cuốn thiên thư, là trong truyền thuyết nguyên thuật, coi như đối với đế uyên điện mà nói, vậy là đặc biệt chân quý tồn tại. Nếu như bị đế uyên điện biết, Minh Nguyệt Thiên Thư ở trên tay nàng, nhất định sẽ phái người đuổi giết cướp đoạt. Tội nữ Hạ Nhược Tuyết ở chỗ nào? Mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Một đạo lanh lảnh long ngâm từ chân trời truyền tới. Chỉ gặp một đầu uy vũ rồng thần, mang mười mấy người mặc thiên đạo cung quần áo cường giả, gào thét bay vút tới. Không phải đế uyên điện, là thiên đạo cung người. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp cả kinh, đầu kia uy vũ rồng thần, chính là Viêm Thiên Long Thần. Nhiều ngày không gặp, nàng không nghĩ tới Viêm Thiên Long Thần, lại có thể đột phá tới thiên thần cảnh tầng 8, xem ra khác có kỳ ngộ. Tộc trưởng, thiên đạo cung người đến, làm thế nào? Diệp gia các đệ tử, nhìn Viêm Thiên Long Thần khoáng đạt thân thể, nhất thời lộ ra sợ hãi thần sắc. Thiên thần cảnh tầng 8, hơi thở đích thực quá đáng sợ, đơn giản là không thể chiến thắng. Rút lui, trốn linh lung bảo tháp bên trong. Diệp Lăng Thiên sắc mặt rất là khó khăn xem, đoạn thời gian này tu luyện, hắn đã đột phá hỗn độn cảnh, đạt tới thiên thần cảnh sơ kỳ, nhưng đối mặt Viêm Thiên Long Thần, vẫn là không có bất kỳ phần thắng nào. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ muốn đến một cái biện pháp, chính là tạm thời trốn linh lung bảo tháp bên trong đi, lại nghĩ biện pháp thông báo Diệp Thần, chờ cứu viện. Diệp gia cổ bảo linh lung bảo tháp, mặc dù không phải là hồng mông chí bảo, nhưng cũng là về phẩm chất ngồi nhất lưu pháp bảo, đủ để tạm thời ngăn cản thiên đạo cung mũi nhọn. Nhưng muốn thoát khốn, trừ phi là Diệp Thần trở về, nếu không không có bất kỳ cơ hội. Nghe hắn mà nói, chung quanh Diệp gia các đệ tử, lật đật đi linh lung bảo tháp bỏ chạy. Viêm Thiên Long Thần bàn cứ ở trên trời, nhìn phía dưới hình ảnh, hừ lạnh một tiếng, cũng không có quản chạy trốn đệ tử, mà là trực tiếp hạ xuống, dẫn người giết hướng Hạ Nhược Tuyết. Không tốt, Nhược Tuyết cô nương gặp nguy hiểm. Diệp Lăng Thiên mặt liền biến sắc, lập tức hướng phương xa đỉnh núi lao đi, hắn mặc dù không phải là Viêm Thiên Long Thần địch thủ, nhưng muốn hắn nhìn Hạ Nhược Tuyết xảy ra chuyện, nhưng là tuyệt đối không thể. Dẫu sao, Hạ Nhược Tuyết là Diệp Thần người phụ nữ, nếu như nàng phát sinh bất ngờ, hắn thật không biết như thế nào hướng Diệp Thần giao phó. Tuyết tỷ tỷ, chú ý nha. Tiểu Bạch thấy Viêm Thiên Long Thần hạ xuống, tròn hèn hạ con ngươi cũng là lộ ra thần sắc kinh hoàng, từ Hạ Nhược Tuyết trong ngực nhảy xuống, trên mình thả ra từng luồng ánh trăng, hóa thành từng đạo nguyệt nha lưỡi dao sắc bén, ngang nhiên chạy giết ra. Ồ, Thái Âm Ngọc Thỏ, cái này đại hung, tại sao lại ở chỗ này? Viêm Thiên Long Thần thấy một màn này, nhất thời vô cùng khiếp sợ, long chảo vung lên, kích phá nguyệt nha lưỡi dao sắc bén, chợt lắc mình một cái, hóa thành hình người, dẫn người đáp xuống,
thùng sắt vậy bao quanh Hạ Nhược Tuyết. À, còn có Minh Nguyệt Thiên Thư, cái này môn nguyên thuật, lại có thể vậy rơi vào ở trên tay ngươi. Hắn thấy Hạ Nhược Tuyết trên tay, còn có một quyển thiên thư, phía trên mơ hồ tràn ra huyền ảo nguyên khí, nhất thời cả kinh thất sắc. Không nghĩ tới, không nghĩ tới à, nguyên lai Đế Uyên Điện bị trộm đi thiên thư, lại có thể bị ngươi cầm. Viêm Thiên Long Thần chen đích một tiếng, rút ra Bạch Hổ Đoạn Hồn Đao, ánh mắt vẫn lộ vẻ rung động thần sắc. Lại xuất phát trước, hắn liền cùng Hiên Viên Mặc Tà, thảo luận qua Thái Âm Ngọc Thỏ, trộm đi Đế Uyên Điện nguyên thuật sự việc. Hắn nhưng là không ngờ tới, nguyên lai Thái Âm Ngọc Thỏ lại có thể chạy trốn tới Sùng Quang nơi chôn cất, Đế Uyên Điện bữa trước sách nguyên thuật, vậy rơi vào Hạ Nhược Tuyết trong tay. Đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian, nếu như bắt ngươi, cái cuốn thiên thư này, liền thuộc về ta Thiên Đạo Cung. Viêm Thiên Long mắt thần quang dày đặc, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tuyết trên tay Minh Nguyệt Thiên Thư, chợt vung lên đao, hung hăng chém chết ra. Nếu như có thể cướp được thiên thư, Thiên Đạo Cung là có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Bất kể là âm thầm tu luyện, vẫn là vẫn còn cho Đế Uyên Điện, đều có thể do Hiên Viên Mặc Tà nắm giữ. Tuyết tỷ tỷ, ta tới bảo vệ ngươi. Tiểu Bạch thấy Hạ Nhược Tuyết gặp nguy hiểm, lập tức vọt ra. Nàng ngoài mặt là thượng cổ đại hung, nhưng linh hồn trên thực tế là trước kia tiểu tinh linh, dĩ nhiên là liều chết hộ chủ, đang đoạt bỏ Thái Âm Ngọc Thỏ sau đó, nàng thân hồn dần dần dung hợp. Trước mắt đã có thiên thần cảnh 6 tầng thiên thực lực. Mặc dù và Viêm Thiên Long thần tướng so, còn kém 2 tầng, bất quá nàng có đại hung huyết mạch, ngược lại là có thể đánh một trận. Liền gặp nàng lắc mình một cái, hóa thành một người mặc màu trắng nhạt bể hoa quần cụt, tết hai đuôi ngựa, hình dáng vô cùng xinh đẹp, vô cùng bé gái đáng yêu, trong veo tinh khiết trong tròng mắt, bỗng nhiên toát ra mị hoặc ánh sáng. Tiếp xúc tới nàng ánh mắt, Viêm Thiên Long thần tâm thần nhất thời đong đưa. Đầu một hồi choáng váng, lại có chút đứng không vững. Thừa dịp này cơ hội, Tiểu Bạch đầu ngón tay nặn quyết, ngự phong hóa nhận, ở trong hư không vạch ra một đạo nguyệt nhận lợi chém, suy đích một tiếng, đi về trước bổ tới. Đáng ghét! Viêm Thiên Long thần dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong ngực đao, phá ra liền một cái dữ tợn vết thương, máu tươi đầm đìa. Đáng chết nha đầu! Viêm Thiên Long thần nhất thời tức giận, mới vừa hắn nhất thời khinh thường. Chúng Tiểu Bạch mị hoặc thuật pháp, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, thật may hắn luyện hóa câu Trần Đại Đế thân thể, thân xác vô cùng cường hãn, nếu không, hắn đã bị chém eo. Tuyết tỷ tỷ, thịt người này thân thật là cường hãn nha, thiên phú ta nguyệt nhận giết không chết hắn. Tiểu Bạch mặt đẹp hơi trắng bệch, lùi thủ đến Hạ Nhược Tuyết bên người. Nàng thân là hơn cổ thập hung bên trong, huyết mạch cường hãn nhất tồn tại, từ ra đời bắt đầu, liền lĩnh ngộ rất nhiều ngày phú thuật pháp. Mị hoặc thuật và nguyệt nhận đều là thiên phú thần thông, uy lực khá là không tầm thường, nếu như là phổ thông thiên thần cảnh tầng 8 cường giả, ở nàng đánh lén dưới, không chết cũng phải lột ra. Nhưng Viêm Thiên Long thần, đã sớm luyện hóa câu Trần Đại Đế thi hài, thân xác vô cùng cường hãn, coi như bị đánh lén, cũng chỉ là bị điểm bị thương nhẹ, cũng không có gì đáng ngại. Bạch Hổ Đoạn Hồn Trảm. Dưới cơn thịnh nộ, Viêm Thiên Long thần hung hăng vung đao chém ra, cả người oai rồng bùng nổ. Thân đao nhưng nổ lên một đạo bạch hổ hư ảnh. Cái này một đao, long hổ giao hội, khí tượng muôn vàn, uy thế đặc biệt hung mãnh. Tiểu Bạch, mau tránh ra. Hạ Nhược Tuyết lật đật kéo Tiểu Bạch, cầm nàng kéo đến phía sau mình, bàn tay vung lên, từng luồng ánh sao lửa cháy mạnh gào thét ra, hình thành một đạo hỏa diễm thiết bích. Phịch, Viêm Thiên Long thần một đao chém xuống, hỏa diễm thiết bích nhất thời nứt ra, vô số lưu hỏa tứ tán. Cái này hỏa diễm thiết bích, nhưng là luân hồi tinh diễm biến thành. Đoạn thời gian này tu luyện, Hạ Nhược Tuyết đã hoàn toàn nắm giữ luân hồi tinh diễm diệu pháp, vận chuyển muốn gì được nấy. Đáng tiếc, nàng luân hồi tinh diễm cuối cùng chỉ là tàn lửa, bản thể ở Huyền Cơ Nguyệt trên tay, một chút tàn lửa, uy lực nhưng là đặc biệt có hạn. Lập tức Hạ Nhược Tuyết và Tiểu Bạch, đều bị chấn động lui lại mấy bước, ngực gian khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn rơi xuống. Bắt các nàng. Viêm Thiên Long thần ra lệnh một tiếng, chung quanh mười mấy thiên đạo cung cường giả, ngựa sách binh khí, hung hãn giết cướp ra. Ngươi dám! Bỗng, một hồi chợt quát tiếng vang lên. Chỉ gặp một đạo anh vũ bóng người, tay cầm vực sâu đoạn tội súng, như chiến thần vậy hạ xuống tới. Chính là Diệp Lăng Thiên. Suy! Diệp Lăng Thiên vung lên trường thương, một hồi hung mang quét ra,
đem chung quanh Thiên Đạo Cung đệ tử bức lui. Nhược Tuyết cô nương, các người đi mau, trước trốn Linh Lung Bảo Tháp bên trong đi, ta tới ngăn lại bọn họ. Diệp Lăng Thiên ánh mắt sắc bén, bảo vệ ở hạ Nhược Tuyết và Tiểu Bạch bên người. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Viêm Thiên Long thần quét nhìn Diệp Lăng Thiên một mắt, gặp hắn tu vi, bất quá là thiên thần cảnh sơ kỳ, nhất thời không buông ở bên trong mắt. Lười được cùng các người nói nhảm, Bạch Hổ đoạn hồn, giết. Trường đao vung lên, vô cùng bén sát khí, nhất thời kinh thiên lên. Viêm Thiên Long thần nắm chặt cán đao, đem Bạch Hổ đoạn hồn đao khí thế, phát huy đến trình độ cao nhất, liền gặp một đạo cuồng ngạo Bạch Hổ, ngang trời chiếm cứ, tựa hồ muốn chấn áp sơn hà, hiện ra vô cùng bá đạo. Hống! Lanh lảnh hổ gầm, chấn động Tiêu Vũ, vậy Bạch Hổ hư ảnh, mang vô cùng đao khí, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, hung hăng chém về phía Hạ Nhược Tuyết ba người. Hạ Nhược Tuyết mặt đẹp nhất thời trắng bệch, Viêm Thiên Long thần thanh đao này, nhưng mà trong truyền thuyết Hồng Mông chí bảo, mặc dù Hồng Mông hơi thở đã không còn tồn tại, nhưng trường đao bản thân cũng có động trời mũi nhọn, một khi bị đánh trúng, tuyệt đối muốn trọng thương. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Viêm Thiên Long thần, nho nhỏ trong tròng mắt tràn đầy lửa giận, kêu lên, dám đả thương Tuyết tỷ tỷ, ta cùng ngươi liều mạng. Dứt lời, nàng bước chân một cước, eo cung như thỏ, tung người cuồng phát ra, hai tay nổ lên từng luồng nguyệt nhận khí mang, hung hăng giết hướng Viêm Thiên Long thần. Chút tài mọn, cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Cho ta chết. Thấy vậy, Viêm Thiên Long thần hừ một tiếng, tay cầm đao đột nhiên vung lên, lưỡi đao chém thẳng Tiểu Bạch. Hống. Một đạo hung mãnh đao mang, mang ngập trời hổ bào tiếng, ngay tức thì chém vào Tiểu Bạch thân thể mềm mại trên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhất thời, Tiểu Bạch thân thể mềm mại máu tươi văng tung tóe, ở ác liệt lưỡi đao chém chết hạ, trực tiếp bay rớt ra ngoài, quăng mạnh xuống đất, đã bị trọng thương, thoi thóp. Tiểu Bạch. Hạ Nhược Tuyết thấy Tiểu Bạch như vậy thê thảm hình dáng, nhất thời lòng như đao cắt. Mà ngay lúc này, nàng thức hải chấn động, đau buồn để gặp, Minh Nguyệt Thiên Thư đủ loại diệu pháp, lại có thể ngay tức thì lĩnh ngộ. Dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Ở tuyệt cảnh dưới, nàng ngược lại lĩnh ngộ Minh Nguyệt Thiên Thư bên trong các loại thần thông. Ông! Minh Nguyệt Thiên Thư bay lên, cuốn sách mở ra, bên trong chỗ trống một mảnh trang sách, giờ phút này lại có thể nổi lên từng cái chữ viết cổ xưa. Mỗi một cái chữ viết, cũng hàm chứa cực hạn nguyên đạo hơi thở. Cái này, đây là... Viêm Thiên Long thần thấy một màn này, nhất thời ngây dại. Đao kiếm nhật nguyệt bốn đại vô tự thiên thư, cũng hàm chứa có vô tướng sanh nguyên đạo chí lý, muốn lĩnh ngộ, đơn giản là khó hơn lên trời. Mà một khi lĩnh ngộ, là có thể chưa từng chữ gặp có chữ, chưa từng đạo chứng nguyên đạo, tu vi mãnh vào, vô cùng lợi hại. Cái này một tí, nguyên bản chống không thiên thư, nhưng nổi lên chữ viết. Hiển nhiên, Hạ Nhược Tuyết đã lĩnh ngộ. Chưa từng chữ gặp có chữ, chưa từng đạo chứng nguyên đạo. Rào. Từng luồng bàng bạc khoáng đạt, mênh mông vô cùng nguyên khí, từ thiên địa bát hoang gào thét tới, hung hăng bơm vào đến Hạ Nhược Tuyết trong thân thể. Vào giờ khắc này, Hạ Nhược Tuyết tu vi, điên cuồng tăng vọt. Từng luồng ánh trăng, từ nàng trên thân thể tràn ngập ra, nàng tựa như thành mặt trăng hóa thân, tay áo tung bay, cả người trong sáng rực rỡ, mỗi một sợi tóc đều có vô thượng nguyên khí. Nàng muốn chứng đạo, mau ngăn lại nàng. Viêm Thiên Long thần liền liền gầm thét, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, vung đao hướng Hạ Nhược Tuyết mãnh chém đi. Mà chung quanh Thiên Đạo Cung đệ tử, cũng là hốt hoảng, vội vàng giơ lên binh khí, liên thủ cuồng sát. Lúc này Hạ Nhược Tuyết, đã hoàn toàn lĩnh ngộ Minh Nguyệt Thiên Thư bí ẩn, đang hấp thu trong thiên địa nguyên khí, chỉ cần hấp thu xong, nàng là có thể hoàn toàn chứng đạo, một bước lột xác nghịch thiên, trở thành trong truyền thuyết thần đế. Đến lúc đó, nàng muốn giết người, liền như chém cỏ, tại chỗ tất cả Thiên Đạo Cung người, sợ rằng đều phải hóa thành bụi bặm. Không cho phép tổn thương Nhược Tuyết cô nương. Diệp Lăng Thiên quát to một tiếng, vung lên vực sâu đoạn tội súng, thân thể như núi cao vậy đứng ngạo nghễ, bảo vệ ở Hạ Nhược Tuyết bên người. Cho ta cút. Viêm Thiên Long thần giận dữ, vung đao cuồng chém ra. Diệp Lăng Thiên cắn răng, giơ cao trường thương, đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Liều chết ngăn cản. Phịch. Đao thương giao kích. Ra ý liệu, Diệp Lăng Thiên cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn, rất dễ dàng chặn lại Viêm Thiên Long thần công kích.
Viêm Thiên Long thần vẫy ngây ngẩn, hắn đường đường thiên thần cảnh tầng 8, muốn giết Diệp Lăng Thiên, há chẳng phải là dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại, hắn liền người sau thân thể đều không thể dung chuyển. Từng luồng ánh trăng, từ Diệp Lăng Thiên trên mình tràn ngập ra, mang mình mông ánh trăng nguyên khí, trực tiếp đẩy lui Viêm Thiên Long thần. Xong rồi. Viêm Thiên Long thần hoàn toàn luống cuống, đây không phải là Diệp Lăng Thiên hơi thở, mà là Hạ Nhược Tuyết nguyên khí. Nguyên, đại biểu võ đạo trung cực, là cực hạn hơi thở, khoáng đạt bàng bạc, uy lực không cách nào tưởng tượng. Diệp Lăng Thiên đứng ở Hạ Nhược Tuyết bên người, cũng nhận được một chút nguyên khí bao phủ, chính là ung dung chặn lại Viêm Thiên Long thần. Chỉ là một chút nguyên khí mà thôi, liền chặn lại thiên thần cảnh tầng 8 cao thủ toàn lực tấn công, có thể tưởng tượng được, cái này nguyên khí có lợi hại bực nào, đáng sợ cỡ nào. Toàn trường thiên đạo cung đệ tử, cũng là hoàn toàn ngây dại. Nguyên bí ẩn, bọn họ cũng đã nghe nói qua, đó là chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại ngọn nguồn, là võ đạo tu luyện cuối cùng vô cùng. Bọn họ nhưng là không nghĩ tới, mình đời này, lại có may mắn thấy nguyên hơi thở. Hạ Nhược Tuyết hai tròng mắt đóng chặt, cả người nguyên khí cổn đáng, từng luồng quá thanh ánh trăng không ngừng tràn ngập ra, thánh khiết mà tinh khiết, giống như trong truyền thuyết thiên nữ. Bao gồm Viêm Thiên Long thần ở bên trong, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không dám lại quấy nhiễu nàng, hình như là rất sợ khinh nhờn. Ở nguyên khí bao phủ, tất cả mọi người đều sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, tựa như mình là con kiến hôi, mà Hạ Nhược Tuyết là cao cao tại thượng thiên tim hạo nguyệt. Sốt cuộc, tất cả nguyên khí, toàn bộ nội liễm. Minh Nguyệt Thiên Thư hóa thành một đạo lưu quang, chui hồi Hạ Nhược Tuyết trong cơ thể. Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, trong mắt của nàng, giống như trăng sáng, trong sáng thanh huy, tinh khiết không rảnh. Vào giờ khắc này, nàng hấp thu tất cả nguyên khí, hoàn toàn chứng đạo thành công. Hu hu hu, hàng loạt gió lớn, ở giữa trời đất thổi lất phất lên. Sáng sớm rực rỡ bầu trời, trong thoáng chốc biến thành nửa đêm. Một vòng sáng trong trăng sáng, trên bầu trời nổi lên. Trong trẻo lạnh lùng ánh trăng, không ngừng tràn ngập xuống, mơ hồ và Hạ Nhược Tuyết hơi thở, hình thành một cổ đặc biệt tiết tấu. Lúc này Hạ Nhược Tuyết, trên mình ánh trăng trong sáng, tựa như nàng mới là ánh trăng ngọn nguồn, hiện ra vô cùng huy hoàng hơi thở. Nguyệt hạ phi thiên kính, vân sinh kết hải lâu. Ngã vi minh nguyệt nguyên chủ, chấn sát nhất thiết địch. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt lãnh khốc, tiêm nhấc tay một cái, một vầng trăng tròn ở nàng lòng bàn tay hiện lên, bóng trăng lững lờ gian, rõ ràng có thể gặp trăng tròn trên có một thân cây, còn có một tòa cung điện, phiền phức phù văn hỗn hợp. Nàng đem trăng tròn chấn động đi ra ngoài, đúng vầng trăng tròn sáng ngời mà huy hoàng, bên trong cung điện thậm chí truyền ra một tiếng phượng hót, cây kia chính là trăm chi lay động, tung rơi ra vô tận thanh huy. Các loại thật lớn khí tượng, vào giờ khắc này hiện ra. Cái này tựa như không phải linh lực ngưng tụ thành trăng tròn, bởi vì chân thực quá chân thật, tựa như bầu trời bảo tháng, thật rơi xuống ở tay nàng bên trong, linh khí bức người. Còn có từng vòng sáng chói đế quang, không ngừng từ trăng tròn bên trong cổn đãng ra. Thượng cổ thần đế, Viêm Thiên Long thần trong cổ họng phát ra rên rỉ một tiếng, cơ hồ muốn quỳ sụp xuống đất. Lúc này Hạ Nhược Tuyết, lại có thể bước vào thiên thần cảnh 9 tầng trời, đạt tới thượng cổ thần đế cảnh giới. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, mới vừa vẫn là thiên thần cảnh sơ kỳ người, ở lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn sau đó, lại có thể ngay tức thì nghịch thiên lột xác, thành thượng cổ thần đế. Nguyên hơi thở, thật sự là quá mênh mông, thật đáng sợ, quá lợi hại. Lĩnh ngộ nguyên đạo, ngang hàng tầm trùng hóa điệp, cá nhảy long môn, hoàn toàn lột xác, siêu phàm tuyệt thánh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi đột phá. Hạ Nhược Tuyết muốn giết hắn. Sẽ không so bóp chết một con kiến khó khăn nhiều ít. Chanh! Trăng tròn tự nhiên ra, lướt qua không khí, lại có thể phát ra kim loại run rộng. Phốc xích! Phốc xích! Phốc xích! Ở nơi này vầng trăng tròn nghiền ép hạ, toàn trường tất cả thiên đạo cung đệ tử, trong nháy mắt hộc máu toi mạng, thi thể đổ xuống đất, bị ánh trăng chiếu một cái, dài gió thổi một cái, lại là hóa thành bụi bẩm, hoàn toàn chôn vùi, liền cặn bã cũng không có để lại tới. Khủng bố. Thật sự là không cách nào hình dung khủng bố. Hạ Nhược Tuyết thần uy, đã đạt tới coi trời bằng vung bước. Dõi mắt toàn bộ thần quốc, nàng là vạn cổ tới nay, cái đầu tiên lĩnh ngộ nguyên đạo người. Diệp Lăng Thiên vậy hoàn toàn ngây dại,
hoàn toàn không dám tin tưởng hình ảnh trước mắt. Đây là thượng cổ thần đế hơi thở. Nhược Tuyết cô nương luyện thành Minh Nguyệt Thiên Thư. Trời ạ, vậy nàng há chẳng phải là nắm giữ nguyên đạo. Coi như Sùng Quang Đại Đế sống lại, chỉ sợ cũng không phải nàng địch thủ chứ. Linh Lung Bảo Tháp bên trong, rất nhiều Diệp gia đệ tử, cảm thụ giữa trời đất cổn đáng ánh trăng, đều là vô cùng kinh ngạc. Nắm giữ nguyên đạo hạ Nhược Tuyết, mũi nhọn đã đạt tới thượng cổ thần đế bước, mà dựa vào thiên thư uy lực, thậm chí kết nối với cổ thần đế, đều không phải là nàng địch thủ. Ở nguyên đạo trăng tròn nghiền ép hạ, Viêm Thiên Long Thần cũng là vô cùng kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau. Hắn đã mất đi tất cả chiến ý, hắn rất rõ ràng, nếu như chiến đấu, hạ Nhược Tuyết bắn ra chỉ, là có thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, hắn sẽ không có bất kỳ thắng lợi cơ hội. Trong lúc nguy cấp, Viêm Thiên Long Thần móc ra một lá bùa chiếu. Phù này chiếu phía trên, quanh quẩn từng luồng tinh đế hạo nhiên khí, bàng bạc mà thật lớn, là Hiên Viên Mặc Tà ban cho hắn tinh đế kiếm phù. Nhìn hạ Nhược Tuyết vô cùng sáng chói mũi nhọn, Viêm Thiên Long Thần chặt siết chặt phù chiếu, cũng không dám thả ra ngoài. Bởi vì, hạ Nhược Tuyết hơi thở, chân thực cường hãn, dựa hết vào một tấm phù chiếu, hắn không có chiến thắng chắc chắn. Coi như là Hiên Viên Mặc Tà, cũng không nghĩ tới hạ Nhược Tuyết sẽ thành được như thế mạnh mẽ, lại có thể trực tiếp nắm giữ nguyên đạo bí ẩn, liền hắn vậy không làm được. Muốn đánh bại hạ Nhược Tuyết, trừ phi Hiên Viên Mặc Tà đích thân tới, nếu không Thiên Đạo Cung không người có thể làm được. Hôm nay kế hoạch, hoàn toàn thất bại. Viêm Thiên Long Thần nhìn thi thể đầy đất, nội tâm vô cùng tuyệt vọng, chặt siết chặt tinh đế kiếm phù, xoay người chạy. Hắn rất rõ ràng, coi như phóng thích tinh đế kiếm phù, cũng không khả năng chiến thắng Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết, đã được chứng đại đạo, lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn, trừ phi Hiên Viên Mặc Tà ra tay, nếu không toàn bộ thần quốc, cũng không có người có thể dung chuyển nàng mũi nhọn. Tổn thương người, còn muốn chạy. Hạ Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, tiêm vung tay lên, trăng tròn như bánh xe, phá không chém chết ra. Nếu như bị Viêm Thiên Long Thần trốn về Thiên Đạo Cung, nàng luyện thành Minh Nguyệt Thiên Thư sự việc, tuyệt đối muốn tiết lộ ra ngoài, một khi bị Đế Huyên Điện biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần kẻ địch, đã quá nhiều. Hạ Nhược Tuyết chẳng muốn bởi vì mình, mà lại liên lụy Diệp Thần. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể để cho Viêm Thiên Long Thần còn sống rời đi. Xuy xuy xuy, trăng tròn bảo bánh xe bên bờ như mũi nhọn nhận, chém cắt không khí, phát ra nhọn tiếng vang, làm người ta tâm đảm câu liệt. Không tốt. Thấy vậy, Viêm Thiên Long Thần hoàn toàn luống cuống, không nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết tốc độ xuất thủ nhanh như vậy, cái này vầng trăng tròn bảo bánh xe, cơ hồ là giết trong chớp mắt tới, hắn căn bản không thể ngăn cản. Tinh đế phi kiếm, giết. Trong lúc nguy cấp, Viêm Thiên Long Thần cũng không quản được nhiều như vậy. Lật đật sử dụng tinh đế kiếm phù, bóp cái pháp quyết, thúc dục phù chiếu bên trong năng lượng. Nhất thời, từng luồng cuồn cuộn hồng mông năng lượng, cuồng như vậy cổn đáng ra, hóa thành một cái thanh phi kiếm, ngang trời trưng bày. Vô số phi kiếm, chừng 100.000 cầm chi nhiều, trên không quanh quẩn. Mỗi một thanh phi kiếm, cũng quanh quẩn từng luồng tinh đế ánh sáng, hơi thở đặc biệt ác liệt. Tinh đế hạo nhiên khí, Chu Thiên Thần kiếm quyết. Nhược Tuyết cô nương, cẩn thận. Diệp Lăng Thiên thấy một màn này, nhất thời một mặt chấn động ngạc. Viêm Thiên Long Thần tấm phủ chiếu này, ẩn chứa tinh đế hạo nhiên khí và Chu Thiên Thần kiếm quyết hơi thở, hai người dung hợp, diễn hóa thành tinh đế phi kiếm. 100.000 thanh phi kiếm, quanh quẩn thương khung, vậy ngập trời kiếm khí, đơn giản là muốn chém giết hết thảy, kiếm khí kích động dưới, sơn hà càn khôn đều rung động đong đưa. Không sao, chính là một đạo phù chiếu. Không gây thương tổn được ta, trừ phi Hiên Viên Mặc Tà đích thân tới, nếu không trong Thiên Đạo Cung, không người là ta địch thủ. Hạ Nhược Tuyết nhìn đầy trời phi kiếm, nhưng không có một chút hốt hoảng hình dáng, vẫn chấn định bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng Minh Nguyệt Thiên Thư uy lực, nàng hết sức được Thiên Thư tinh túy, đã nắm giữ nguyên đạo bí ẩn, thực lực đạt tới không cách nào tưởng tượng bước, trừ Hiên Viên Mặc Tà, trong Thiên Đạo Cung, đã không có người có thể tổn thương nàng. Ung ung. 100.000 thanh tinh đế phi kiếm, hung hãn bạo giết ra, chém thẳng Hạ Nhược Tuyết. Kinh khủng kiếm khí, đem bầu trời đêm chấn động thành ban ngày, giữa trời đất đều là cuồng loạn kiếm quang, gió nổi mây vần, càn khôn dao động, hình ảnh đặc biệt nguy nga. Trốn. Nhưng mà, Viêm Thiên Long Thần thả ra phù chiếu sau đó,
nhưng là chật vật chạy trốn, không có lại chiến đấu ý. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết đã vô địch, chính là một lá bùa chiếu, liền nàng tóc cũng không thể làm bị thương. Nguyên đạo thiên uy, chân thực quá mức lợi hại. Hắn chỉ muốn dựa vào tinh đế kiếm phù, trì hoãn thời gian, vì mình tranh thủ chạy trốn cơ hội. Trốn về thiên đạo cung, Hướng Hiên Viên Mặc Tà bẩm báo, Hạ Nhược Tuyết đã được chứng đại đạo, muốn bắt nàng, hoặc là Hiên Viên Mặc Tà chân thân hạ xuống, hoặc là mời Đế Uyên Điện ra tay, không có những biện pháp khác. Muốn chạy, có thể chạy sao? Hạ Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, tiêm vung tay lên, một phiến ánh trăng quét ra, cướp phá hư không, rơi vào Viêm Thiên Long Thần trên mình. À! Viêm Thiên Long Thần phát ra một tiếng hét thảm, ở ánh trăng bao phủ xuống, cả người đau đớn kịch liệt, giống như gặp phải kim mang đao kiếm vặn cắt, đặc biệt thống khổ. Mà lúc này, 100.000 thanh tinh đế phi kiếm, vậy tới sát Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Hạ Nhược Tuyết dửng dưng tự nhiên, cong ngón tay bắn ra một món luân hồi tinh diễm. Hô! Hạ một sát, luân hồi tinh diễm mãnh liệt cháy, hóa thành một phiến liên miên chân trời biển lửa. Suy suy suy, nhất bả bả tinh đế phi kiếm, chui vào luân hồi tinh diễm lửa trong biển, ngay tức thì bị đốt thành hư không, liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Cái gì? Viêm Thiên Long Thần nhìn một màn này, tại chỗ hộc máu, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn mặc dù biết, Hạ Nhược Tuyết lĩnh ngộ nguyên đạo sau đó, đã vô địch, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Nhược Tuyết lại có thể vô địch đến tình cảnh này. Ước chừng 100.000 thanh tinh đế phi kiếm, lại có thể toàn bộ táng thân ở nàng ngọn lửa hạ. Không thể nào, người luân hồi tinh diễm, không phải tàn lửa sao, làm sao sẽ như thế lợi hại. Viêm Thiên Long Thần không dám tin tưởng. Luân hồi tinh diễm căn nguyên, ở nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt trong tay, Hạ Nhược Tuyết nắm giữ, chỉ là một món tàn lửa. Nhưng hiện tại, cái này một món tàn lửa, nhưng bộc phát ra uy lực kinh thiên, ngay tức thì táng diệt đầy trời phi kiếm. Hừ, ta cảnh giới, há là ngươi có thể hiểu. Hạ Nhược Tuyết mắt lạnh nhìn Viêm Thiên Long Thần, nàng luyện thành Minh Nguyệt Thiên Thư sau đó, thiên địa nguyên khí thêm thân. Liền luân hồi tinh diễm cũng lột xác. Cái này luân hồi tinh diễm, vậy dính liền nguyên đạo hơi thở, lực sát thương thật to tăng lên, yên thiên táng kiếm, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Tuyết tỷ tỷ thật là lợi hại nha. Lúc này, Tiểu Bạch vậy lảo đảo lắc lư đứng dậy, che ngực, chịu đựng vết thương trên người đau, nhìn Hạ Nhược Tuyết cao cao tại thượng hình dáng, nàng ánh mắt tràn đầy sùng bái và yêu mộ, thậm chí có nước mắt chảy ra. Tiểu Bạch, không có sao chứ? Hạ Nhược Tuyết nhìn nàng, trong lòng nhưng là một hồi yêu thương. Tiểu Bạch vì bảo vệ nàng, bị Viêm Thiên Long Thần chém thành trọng thương, thật may huyết mạch mạnh mẽ, cuối cùng là không có chết, còn lưu lại một hơi, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng, còn có khôi phục cơ hội. Tuyết tỷ tỷ, ta không có sao, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Bạch bước chân lảo đảo, hướng Hạ Nhược Tuyết đi về phía. Hạ Nhược Tuyết rất là đau lòng, vậy hướng nàng chạy đi. Tốt cơ hội. Cái này bé gái, ngược lại là có thể cầm tới làm con tin. Viêm Thiên Long Thần nhìn Tiểu Bạch nhu nhược hình dáng, cặp mắt nhất thời lộ ra hung quang. Keng! Tâm thần chuyển động gian, Viêm Thiên Long Thần rút đao cầm tay, bước chân bạo cướp, ngay tức thì giết tới Tiểu Bạch sau lưng, nắm chặt nàng, lưỡi đao gác ở cổ nàng trên. Vô liêm sỉ, ngươi làm gì? Hạ Nhược Tuyết thấy một màn này, nhất thời hù được hồn phi phách tán, lớn tiếng quát. Tuyết tỷ tỷ, Tiểu Bạch mặt đẹp cũng là tái mét, trên cổ lông măng từng cây một sơ lên, da đầu tê dại, chỉ cần Viêm Thiên Long Thần lưỡi đao thoáng đẻ một cái, nàng thì phải đầu lìa khỏi xác, hương tiêu ngọc vẫn. Hừ, Viêm Thiên Long Thần nhìn hai người tình cảm thâm hậu hình dáng, trong lòng nhất thời vui vẻ, nói, Hạ Nhược Tuyết, đứng lại chớ lộn xộn, nếu không ta đừng trách ta lưỡi đao không có mắt. Buông ra Tiểu Bạch, Hạ Nhược Tuyết vô cùng tức giận. Không nghĩ tới Viêm Thiên Long Thần sẽ bắt Tiểu Bạch làm con tin. Lúc này Viêm Thiên Long Thần, vết thương trên người phân bố, máu tươi không ngừng dòng nước chảy, hắn mới vừa gặp phải Hạ Nhược Tuyết trăng sáng nguyên quang tập kích, đã kinh bị trọng thương. Nhưng hắn thân xác cường hãn, coi như trọng thương, vậy có thể chống đỡ ở, huống chi Tiểu Bạch thương thế, so hắn còn nghiêm trọng hơn, hắn khống chế Tiểu Bạch không có lực phản kháng chút nào. Muốn ta buông nàng ra cũng được. Người ngoan ngoãn phục tội, theo ta hồi thiên đạo cung. Viêm Thiên Long Thần lạnh lùng nhìn Hạ Nhược Tuyết, từng chữ nói.
cùng ngươi hồi Thiên Đạo Cung. Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại run lên, một khi đi Thiên Đạo Cung, chỉ sợ là dê vào miệng cọp, nàng đời này cũng không thể đi ra ngoài nữa. Không sai, chỉ cần ngươi chịu theo ta trở về, ta lập tức thả người. Viêm Thiên Long Thần siết chặt chặt lưỡi đao, tiểu bạch trên cổ xuất hiện một dấu máu. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Thiên Long Thần, bàn tay rúc lại trong ống tay áo, tìm kiếm xuất thủ cơ hội. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên lộn xộn tay, nếu không ở ngươi giết chết ta trước, ta tuyệt đối có thể chém nứt đầu nàng. Viêm Thiên Long Thần sát khí lộ ra, hắn mặc dù tuyệt đối không phải Hạ Nhược Tuyết địch thủ, nhưng hắn muốn ở trước khi chết, chém chết tiểu bạch, nhưng là đặc biệt chuyện dễ dàng. Tuyết tỷ tỷ, mắt khinh khỉnh vòng đỏ bừng, muốn tự mình hy sinh, đụng đao tìm chết, nhưng nàng khí cơ bị Viêm Thiên Long Thần chế, nhưng là cả người bủn rủn, chút nào nhúc nhích không được. Tiểu bạch, Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại run rẩy, ban đầu thuyền cơ hạ xuống, tiểu bạch vì bảo vệ nàng, không biết có bao nhiêu liều mạng, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn tiểu bạch bị giết. Diệp Lăng Thiên đại ca, mau giết ta, không nên để cho Tuyết tỷ tỷ khó xử. Tiểu bạch nhìn về Diệp Lăng Thiên, kêu lên. Nghe vậy, Diệp Lăng Thiên nhất thời chấn động, tay cầm thương rung động. Bây giờ Viêm Thiên Long Thần đã kinh bị trọng thương, hắn muốn động thủ, Viêm Thiên Long Thần là không ngăn được. Nếu như giết chết tiểu bạch, liền có thể giải quyết Hạ Nhược Tuyết nổi lo về sau, cũng sẽ không có bị Thiên Đạo Cung lợi dụng nguy hiểm. Nhưng vấn đề là, hắn và tiểu bạch chung sống nhiều ngày như vậy, cũng có cảm tình, nơi nào bỏ được hạ sát thủ. Hơn nữa tiểu bạch đoạt xác Thái Âm Ngọc Thỏ, đạt được thượng cổ đại hung thân xác, chính là sắp muốn nghịch thiên cải mệnh thời điểm, hắn lại không dám ra tay. Điện chủ, nếu như ở nơi này, người biết như thế nào định đoạt? Diệp Lăng Thiên hoảng hốt tới giữa, nghĩ tới Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, đối mặt cái này tiến thối lưỡng nan nguy cục, không biết hắn sẽ như thế nào quyết đoán. Diệp Lăng Thiên, không cho phép tổn thương tiểu bạch, nếu không ta không tha cho ngươi. Hạ Nhược Tuyết nhìn Diệp Lăng Thiên tựa hồ có dao động hình dáng, nhất thời nghiêm nghị quát một tiếng. Nhanh lên một chút, đừng la bên trong dài dòng, ta đếm ba tiếng, hoặc là ngươi đầu hàng, hoặc là ngươi giết ta, nhưng ta trước khi chết, tuyệt đối sẽ làm thịt cái này nha đầu. Viêm Thiên Long Thần cũng có chút nóng nảy, chỉ sợ trì hoãn tiếp nữa, sẽ phát sanh biến cố. Một, hắn lúc này bắt đầu đếm một chút, tim cũng là đập bịch bịch. Một khi đếm xong ba tiếng, Hạ Nhược Tuyết không có đầu hàng, vậy hắn liền xong đời. Hai, nghe Viêm Thiên Long Thần đếm một chút thanh âm, Hạ Nhược Tuyết hàm răng cắn chặt môi dưới, tâm thần một phiến rối ren, không biết như thế nào cho phải. Nhược Tuyết cô nương, ngươi quyết đoán đi. Diệp Lăng Thiên thở thật dài một tiếng, cái này tình cảnh lưỡng nan, chỉ có thể để cho Hạ Nhược Tuyết tự mình quyết định, hắn cũng không cách nào hơn làm gì. Cùng lúc đó, giới vực thành. Nặng khói trong điện, trong mắt đóng chặt Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Lòng hắn bên trong mơ hồ có một loại cảm giác nguy cơ. Cái này tựa như quan hệ đến Hạ Nhược Tuyết. Một khắc sau, hắn không do dự nữa, thi triển Thiên Ma Động Minh Nhãn. Nhưng là trước mắt chỉ có một mảnh màu máu sương mù. Hiển nhiên bị lực lượng nào đó che đậy. Hạ Nhược Tuyết vận dụng nguyên thuật, hồng mông cổ pháp tự nhiên không cách nào tra xem. Kỷ Tư Thanh hiển nhiên phát giác cái gì, mở miệng nói, Diệp Thần, thế nào? Diệp Thần con ngươi híp lại, mới vừa muốn nói cái gì, bên ngoài liền truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Diệp Thần, có người tìm ngươi. Nói chuyện hiển nhiên là Độ Gió Mát. Độ Gió Mát mặc dù đối với Diệp Thần hận ý vô hạn, nhưng là có Kỷ Tư Thanh ở đây, hắn cũng không cách nào nói gì. Diệp Thần đứng lên, có chút nghi ngờ. Có rất ít người biết hắn ở giới vực thành, đó lại là ai ở tìm mình. Diệp Lạc Nhi. Hẳn không có thể, Diệp Lạc Nhi mất đi trí nhớ, đối với mình vô cùng xa lạ, không thể nào tìm mình. Chẳng lẽ là Thanh Thu Vân? Diệp Thần mang nghi ngờ hướng bên ngoài đi. Rất nhanh. Hắn trước mắt liền xuất hiện một cái ông lão bóng người. Ông già ăn mặc quần áo trắng, giữa eo treo một cái hổ lô bầu rượu, tựa vào không giới lâm một viên trên cây lớn, tròng mắt nhắm. Nhìn như rất là thích ý. Vĩnh Hằng Thánh Vương. Diệp Thần có chút ngạc nhiên mừng rỡ, theo hắn biết Vĩnh Hằng Thánh Vương một mực mang Viêm Khôn Lịch Luyện. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là Viêm Khôn Lịch Luyện kết thúc? Diệp Thần ngay lập tức tới giữa liền xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thánh Vương trước mặt,
chắp tay nói, Vĩnh Lão, thật lâu không gặp. Nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Vương vào giờ khắc này tròng mắt mở ra. Không có thích ý, không có yên ổn, chỉ có nghiêm túc. Đây là Vĩnh Hằng Thánh Vương lần đầu tiên ở Diệp Thần trước mặt nghiêm túc như vậy. Diệp Thần có loại dự cảm xấu. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị mở miệng thời điểm, Vĩnh Hằng Thánh Vương đã nói, Diệp tiểu tử, đoạn thời gian này, ta ở Hoa Hạ vậy đạo phân thân tựa hồ phát hiện khối kia luân hồi huyền bi tồn tại đầu mối. Có thể phải không được bao lâu, là có thể xác định vị trí cụ thể. Một khi xác định, người có thể phải gác lại thần quốc một chuyến, chạy tới Hoa Hạ. Ta lần này tới, là sớm cùng ngươi nói một tiếng. Còn nữa, gần đây Hoa Hạ lòng đất long mạch tựa hồ có chút không bình thường. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, dãy núi Côn Lôn, một nơi to lớn trụ sở trong lòng đất. Nơi này là Hoa Hạ thần bí nhất nghiên cứu căn cứ. Dựa lưng vào Côn Lôn hư. Ngồi trên Hoa Hạ thiên địa thế, linh khí dày đặc. Nơi đây lại là mấy năm trước gây dựng lại đội đột kích long hồn căn cứ. Diệp Thần bước vào Linh Võ Đại Lục sau mấy năm, Hoa Hạ và Côn Lôn hư liên hiệp, Quang Minh Điện và Ám Điện tài nguyên cũng mơ hồ bảo vệ một phe này đất đai yên lặng. Mà giờ khắc này, căn cứ bên trong, to lớn màn hình bên trong, lại nhanh chóng nhúc nhích một viên điểm đỏ. Điểm đỏ ánh sáng sáng chói, phảng phất là loại nào đó cực hạn năng lượng. Một người vóc dáng uyển chuyển, nhưng người mặc năm màu tác chiến phục, quanh thân phun trào ra cực mạnh uy thế thiếu nữ đang ngưng mắt nhìn trước mắt màn ảnh lớn. Nàng đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, anh khí bức người ngũ quan nhưng là lộ ra khắp nơi nghi ngờ. Người này chính là đội đột kích long hồn đội trưởng Kim Lãnh Nhạn. Năm đó Kim Lãnh Nhạn còn không qua là Ninh Ba võ đạo gia tộc thành viên, sau bởi vì làm quen Diệp Thần, vận mệnh hoàn toàn thay đổi. Kim gia hủy diệt, Kim Lãnh Nhạn bị Diệp Thần mời xin gia nhập liền đội đột kích long hồn. Diệp Thần sau khi biến mất, nàng liền liều mạng tu luyện, ở đội đột kích long hồn bên trong không chỉ trở thành ánh sáng vạn trượng đội hoa, càng trở thành long hồn đệ nhất cường giả. Nàng nắm trong tay long hồn, tự do ra vào Côn Lôn hư, con đường võ đạo lại là xông thẳng tới chân trời. Nàng từng nghĩ mạnh mẽ sau đó, rời đi Côn Lôn hư, đi Linh Võ Đại Lục tìm Diệp Thần. Nhưng trách nhiệm nói cho nàng, nàng phải lưu lại. Hoa Hạ cần nàng. Nàng tin tưởng Diệp Thần sẽ trở về. Nàng duy nhất muốn làm chính là trợ giúp Diệp Thần bảo vệ tốt một phe này đất đai, bảo vệ tốt Diệp gia, bảo vệ tốt và Diệp Thần tương quan hết thảy. Nàng ngưng mắt nhìn tốc độ di động càng lúc càng nhanh điểm đỏ, đối với bên người trợ thủ nói, phát hiện loại chuyện này bao lâu. Cái này điểm đỏ thật không phải là chúng ta bị án người tu luyện. Cái đó nữ phụ tá lắc đầu một cái, hẳn không phải là. Mấu chốt tốc độ như thế, dù là Côn Lôn hư một ít cường giả vậy không làm được. Kim đội trưởng, ta có loại dự cảm bất tường, hiện tại toàn cầu linh khí dị biến, đối với thân thể con người sẽ tạo thành cực lớn tổn thương. Người bình thường căn bản không cách nào thích ứng cái này dị biến linh khí, mặc dù Hoa Hạ có Diệp tiên sinh bày ra đại trận, nhưng là đại trận đã có chút vết rách, thật không biết có thể chống đỡ bao lâu. Đến lúc đó, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta thi hành đặc thù án kiện, nhưng không cách nào bảo vệ vô số phổ thông dân thành phố. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là quan tâm một tí như thế nào củng cố Diệp tiên sinh đại trận, mà không phải là ngược dòng vậy năng lượng thần bí điểm đỏ. Kim Lãnh Nhạn không nói gì, nàng năm ngón tay nắm chặt, một khối trong suốt bàn là liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Nàng chứng thực mống mắt và chỉ tay, ngay tức thì tiến vào long lưới. Long lưới là long hồn đặc biệt hệ thống, liên thông liền toàn bộ Hoa Hạ tin tức hệ thống. Nàng thuần thục làm việc, bên đụng vào màn ảnh vừa hỏi nói, điểm đỏ lần đầu tiên xuất hiện, xác định là ở Ninh Ba Diệp gia vùng lân cận. Ừ, trợ thủ nghiêm túc nói. Điều lấy cái đó thời gian ngừng hết thảy quản chế, toàn bộ Ninh Ba quản chế. Không buông tha bất kỳ một giây, để cho nơi có kỹ thuật nhân viên tất cả buông xuống trên tay công tác, điều tra chuyện này. Kim Lãnh Nhạn giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc. Nhưng mà Hoa Hạ trận pháp sự việc, trợ thủ muốn nói lại thôi. Kim Lãnh Nhạn con ngươi híp lại, nếu như ta không đoán sai, toàn cầu linh khí dị biến, sinh ra uy hiếp, có lẽ và vậy cái điểm đỏ có liên quan. Ta mơ hồ cảm thấy vậy điểm đỏ sau lưng hàm chứa sự việc tuyệt không bình thường. Đúng rồi, ta muốn đi một chuyến Côn Lôn hư y thần môn, nếu như có bất kỳ phát hiện, thời gian đầu tiên liên lạc ta. Một khắc sau, Kim Lãnh Nhạn biến mất. Côn Lôn hư, y thần môn.
Thời khắc này y thần môn đã sớm lại nữa suy bại, cố nhiên là y thuật hỏi, y thuật không đạt tới võ đạo mạnh mẽ, nhưng đã trở thành Côn Lôn hư thứ nhất tông môn. Dĩ nhiên cái này thứ nhất tông môn nguyên nhân lớn nhất là bởi vì là một cái thần bí nam tử. Y thần môn trung ương chi địa, lại là đứng thẳng một khối pho tượng to lớn. Mà pho tượng này, bị dự là Côn Lôn hư đứng đầu, Diệp Thần. Kim Lãnh Nhạn ngưng mắt nhìn pho tượng hồi lâu, lẩm bẩm nói, Diệp tiên sinh, người đi lần này chính là mấy năm. Chẳng lẽ ngươi liền chưa từng nghĩ trở về xem. Nói thật, ta thực lực bây giờ mặc dù cường đại, nhưng là một loại cảm giác vô lực luôn là xông lên đầu. Nếu như ngươi ở đây, chúng ta có lẽ sẽ không như vậy rối loạn trận cước. Không biết nguyên nhân gì, cả thế giới dưới đất long mạch dị biến, vòng ngoài linh khí xuất hiện vấn đề, loài người một khi hấp thu linh khí này, liền sẽ xuất hiện vấn đề cực lớn, người vậy đạo trận pháp thật thủ bảo vệ không được bao lâu. Đột nhiên có chút hoài niệm Ninh ba năm tháng à, cái đó mùa hè, ta lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết người bên trong Long Phượng. Người thanh niên kia như thế gian nổi bật nhất tinh thần. Người thanh niên kia đạp nước mà đi, áp đảo thiên địa. Một màn này, mấy năm này ta cũng sẽ ở trong mộng hiện lên. Ta Kim Lãnh Nhạn tự xưng là không xứng với ngươi, nhưng chẳng biết tại sao, biết ngươi sau này, ta nhưng coi thường thế gian người bất kỳ. Không biết cuộc đời này còn có thể hay không gặp Diệp tiên sinh một mặt. Lời nói còn chưa rơi xuống, Kim Lãnh Nhạn bên người liền xuất hiện một người mặc đạo bào ông già. Nếu như Diệp thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cái này ông già chính là hắn thứ một vị thầy Đoạn Hoài An. Kim đội trưởng, lần trước gặp mặt, đã là một tháng trước. Đoạn Hoài An chắp tay nói. Kim Lãnh Nhạn gật đầu một cái, cầm trong tay văn kiện đưa tới, đây là bây giờ tình huống. Y thần môn đối với vậy toàn cầu lòng đất long mạch dị biến thật không có biện pháp. Đoạn Hoài An nhìn một cái Diệp thần pho tượng lắc đầu một cái, mấy ngày nay, ta liên lạc Quang Minh Điện và Côn Lôn hư rất nhiều cường giả, mở qua mấy lần đại hội, vẫn nghiên cứu không ra thích hợp đan dược. Vấn đề này căn nguyên trong lòng đất long mạch dù sao cũng năm qua đều không dị biến qua, vì sao sẽ ở một năm trước xuất hiện dị biến khuynh hướng? Quá kỳ quái! Ta và Quang Minh Điện cường giả thảo luận qua, cho ra một cái khả năng, vậy chính là có không thuộc về hoa hạ lực lượng nào đó ảnh hưởng lòng đất long mạch. Nhưng là kết quả căn nguyên ở đâu, chúng ta cũng không cách nào xác định. Dựa theo ta trực giác, cây kia nguyên, hẳn không phải là đến từ mảnh đất này. Kim Lãnh Nhạn con ngươi ngưng trọng, nàng vốn cho là Đoạn Hoài An có biện pháp. Bây giờ nhìn lại, không quá có thể. Nàng lộ ra một đạo nụ cười miễn cưỡng. Đoàn tiền bối, đã như vậy, Lãnh Nhạn cáo từ. Ngay tại Kim Lãnh Nhạn muốn lúc rời đi, Đoạn Hoài An đột nhiên mở miệng nói, các ngươi liên lạc với cuối cùng bước lên linh võ đại lục Tôn Di và Diệp Lăng Thiên liền sao? Kim Lãnh Nhạn lắc đầu một cái, tạm thời không liên lạc được, linh thành truyền tống trận cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì bị hủy đi, chúng ta muốn phái người đi linh võ đại lục cũng không được. Trừ phi, Đoạn Hoài An vậy nghĩ tới điều gì? Nói tiếp, trừ phi đem Diệp thần lưu lại vậy kiểu đồ toàn bộ phóng thích, ngắn ngủi kích hoạt truyền tống trận. Kim Lãnh Nhạn khẽ ừ một tiếng, đây là duy nhất biện pháp, nhưng là chỉ có 5% tỷ lệ thành công, một khi thất bại, tình huống liền bết bát hơn nữa chỉ có thể truyền tống một người, người kia cũng có thể bị cường đại lực lượng biến dạng. Đoạn Hoài An suy nghĩ một chút, vẫn là bảo thủ nói, chờ một chút đi, Diệp thần bày bảo vệ đánh đại trận hẳn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nếu quả thật đến không có lựa chọn nào khác thời điểm, chúng ta chỉ có thể chọn lựa cái phương án này. Ừ, Kim Lãnh Nhạn rời đi. Rất nhanh, Kim Lãnh Nhạn trở lại Long Hồn căn cứ. Ngay tại nàng chuẩn bị hỏi trợ thủ kết quả của điều tra lúc. Nàng hơi biến sắc mặt, bởi vì nàng phát hiện toàn bộ căn cứ tràn đầy một loại cổ quái bầu không khí. Nàng đi tới trợ thủ bên người, nhẹ giọng nói, thế nào? Vậy trợ thủ thật lâu mới phản ứng được. Chỉ liền màn ảnh lớn, nói, đội trưởng, thật có phát hiện, bất quá cái này phát hiện cực kỳ không đúng. Hơn nữa chuyện này, tựa hồ vẫn cùng Diệp tiên sinh có liên quan. Kim Lãnh Nhạn ngẩn ra, ánh mắt ngưng mắt nhìn màn ảnh, nàng phát hiện trong màn ảnh hình ảnh chính là nhiều năm trước Vân Hồ Sơn Trang quản chế. Quản chế bên trong, có Diệp Thiên Chính, cũng có Giang Nữ Dung, còn có Lâm Tuyệt Long. Phần này quản chế bản bị người hủy diệt. Bất quá sau đó thông qua hoa hạ kỹ thuật viên một tháng thời gian cố gắng, vẫn là khôi phục. Kim Lãnh Nhạn vậy xem qua phần này quản chế nhiều lần,
cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chỉ bất quá, mỗi lần thấy Diệp Thần bị mẹ thân Giang nữ dung đẩy xuống nước hồ, nàng không khỏi cảm khái vạn phần. Cái này đẩy một cái, coi như là thay đổi toàn bộ Hoa Hạ vận mệnh. Lúc ấy ai có thể nghĩ đến, cái đó tiếng xấu rõ ràng Ninh Ba phế vật sẽ trở thành là Hoa Hạ bất bại chiến thần. Phần này quản chế ta xem qua mấy lần, không có gì đặc biệt. Kim Lãnh Nhạn tùy ý nói. Nhưng mà vậy trợ thủ chợt lắc đầu, làm việc trong tay bàn là, ngay tức thì định cách hình ảnh theo dõi bị phóng đại. Toàn bộ màn hình LED mạc trên là một cái bé gái mặt. Chuyện lớn như vậy, chiếu lý mà nói bé gái hẳn kinh hoàng thất thố, nhưng là giờ phút này nhưng là cực kỳ chấn định. Thậm chí khóe môi nhếch lên một đạo nụ cười. Quá quỷ dị. Kim Lãnh Nhạn cảm giác được sự việc không đúng, nhưng vẫn là phát biểu ý kiến nói, cái này cũng không kỳ quái, có lẽ cái này nhỏ trong lòng cô bé có vấn đề đâu. Trợ thủ tiếp tục lắc đầu, tiếp tục làm việc màn ảnh, ngay tức thì, trong màn ảnh định cách hình ảnh thu nhỏ lại, hơn nữa xuất hiện khác ba cái hình ảnh. Giờ khắc này, Kim Lãnh Nhạn diễn cảm động lại. Bởi vì cái này ba cái hình ảnh, tất cả đều là bé gái mặt. Cái này cũng không cổ quái. Cổ quái chính là bốn cái trong hình thời gian. Phân biệt kém 10 phút. 10 phút đồng thời xuất hiện ở Hoa Hạ Đông Nam Tây Bắc bốn cái địa phương. Coi như là người tu luyện cũng không cách nào làm được à. Huống chi một cái tay trói gà không chặt cô gái. Trợ thủ lại tiếp tục làm việc dạy bàn là, rất nhanh LED màn ảnh lớn trên xuất hiện một bộ quỹ tích đồ. Căn cứ Vân Hồ Sơn Trang hồ sơ tới xem, cái này bé gái là Vân Hồ Sơn Trang Diệp gia vấn đề mấu chốt. Còn nữa, bé gái những năm này quỹ tích, đều đang trong lòng đất vùng lân cận. Mà cái đó năng lượng điểm đỏ cũng lớn gửi và cô bé này quản chế quỹ tích giống in. Kim đội trưởng, người hoài nghi không có sai. Bất quá long mạch và linh khí dị biến, phải chăng và bé gái có liên quan, còn không chứng cứ xác thực. Nhưng dưới mắt mấu chốt, nhất định phải tìm được cái này thần bí bé gái. Giờ khắc này, Kim Lãnh Nhạn sau lưng có chút lạnh cả người. Những năm này, nàng vậy coi là tiếp xúc một ít chuyện kiện, nhưng là như vậy linh dị chưa bao giờ xuất hiện. Côn Lôn hư có quy tắc hạn chế, biến dạng hư không thủ đoạn căn bản không có thể. Nhưng đối phương lại là làm sao làm được. Mấu chốt quỹ tích lại là như vậy giống in. Bất quá nàng vẫn không quá tin tưởng và bé gái có liên quan. Người phụ nữ trực giác nói cho nàng, bé gái tựa hồ vậy đang điều tra chuyện này. Hơn nữa đã có mặt mũi. Suy tính mấy giây, Kim Lãnh Nhạn nói thẳng, khởi động tất cả tài nguyên, điều tra cái này bé gái. Coi như đào một mét, cũng phải đem nàng tìm ra. Còn nữa, cái này bé gái có chút vấn đề đặc biệt, một khi phát hiện, lập tức bẩm báo, không nên kinh động nàng. Nàng có thể cực kỳ nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, trợ thủ thậm chí còn tại chỗ tất cả người tu luyện cũng ngưng trọng. Tựa như một loại sợ hãi lan tràn ra. Lần trước cái loại này sợ hãi vẫn là nhiều năm trước. Đó là Diệp Thần và Lâm Tuyệt Long đánh một trận. Núi Côn Lôn, trên đỉnh núi. Mây mù vần quanh. Một cây dài cỡ mấy chục mét trên cây lớn, từ trên tới hạ treo một cái nguyên mộc xích đu. Xích đu lay động. Phía trên lại nằm một cái bé gái. Bé gái trong ngực ôm một hộp anh đào, khá là nhàn nhã nằm ở xích đu bên trên, thậm chí không ngừng có anh đào tử phun ra ngoài. Mà đang ở cái này thích hí lúc đó, bé gái diễn cảm đột nhiên thay đổi, chợt ngồi dậy. Con người ngưng mắt nhìn một phương hướng. Lão đầu này tại sao lại đuổi theo tới? Xong chưa? Côn Lôn hư linh khí cũng dị biến, không quan tâm hạ mình, luôn là điều tra ta, có tật xấu sao? Nói xong, bé gái sau lưng lại treo nổi lên một cái cổ xưa bia đá hư ảnh. Trên tấm bia đá có cực kỳ mịt mờ chữ viết. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện đây cũng là luân hồi huyền bi. Mà đang ở huyền bia hư ảnh xuất hiện nháy mắt, sau lưng cô bé hư không đột nhiên biến dạng. Vô số phạm văn ở bé gái quanh thân xoay tròn. Nháy mắt tức thì, bé gái biến mất. Mà vậy hộp anh đào cũng là tự do rơi thể, rơi ở trên mặt đất, tán lạc chạy đi. Ngay tại bé gái biến mất mấy giây sau đó, một người mặc đạo bào ông già xuất hiện ở cây lớn vùng lân cận. Ông lão mặt mũi cực kỳ giống Vĩnh Hằng Thánh Vương. Hắn dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Thánh Vương ở Hoa Hạ một đạo phân thân. Cái này phân thân, ở Diệp Thần bước vào Linh Võ Đại Lục trước, và Diệp Thần có rất nhiều đồng thời xuất hiện.
Vĩnh Hằng Thánh Vương lại là đem lấy tên là Quách Hải Vân. Quách Hải Vân nhìn trống rỗng chung quanh, đột nhiên, con người đông lại một cái, tầm mắt rơi ở trên mặt đất anh đào bên trên. Hắn thần sắc ngưng trọng, ngón tay bắt pháp quyết, trong không khí màu vàng kim chữ viết lưu chuyển. Nhưng là, rất nhanh liền tiêu tán. Quách Hải Vân thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, cái này bé gái thành tựu luân hồi huyền bi, đạo hạnh quá sâu, ta thuật pháp cũng không cách nào tra xem. Sợ rằng, 10 khối luân hồi huyền bi bên trong, con bé này là nhất tinh tồn tại. Nhân tinh, đều khó truy tìm, huống chi là cái này thế gian kỳ vật luân hồi huyền bi à. Bất quá, bé gái, ngươi chỉ cần chân đạp mảnh đất này bên trên, ta định có thể đem ngươi truy tìm. Chỉ bất quá cái này bên trong phải tốn giá phải trả không nhỏ. Ngươi từ nhiều năm trước liền xuất hiện ở đây phiến đất đai, tuyệt đối có ngươi lý do. Nói xong câu này nói, Quách Hải Vân quanh thân chính là hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, hướng một phương hướng lao đi. Hình ảnh quay về, giới vực thành, nặng khói ngoài điện. Diệp Thần tựa như nghe được nổ tin tức, khẽ cau mày, Vĩnh Lão, ngươi nói đột biến. Kết quả là ý gì? Vĩnh Hằng Thánh Vương lắc đầu một cái, ta bản thể không trở về, cụ thể cũng không biết, đây là ta chỗ kia phân thân Quách Hải Vân mang về tin tức. Côn Lôn hư lòng đất thành tựu linh khí ẩn dục trung tâm, cơ duyên và vận thế cũng là lòng đất vật tạo thành, lần này dị biến, đây đối với rất nhiều người mà nói đều không là một chuyện tốt. Linh võ đại lục và thần quốc phải đối mặt diệt thế tai ương, Côn Lôn hư cũng có thể như vậy. Bất quá Quách Hải Vân cũng không có lập tức để cho người ta lên đường, thuyết minh sự việc còn không nghiêm trọng. Người tạm thời vẫn là an tâm ở thần quốc. Thần quốc sự việc đã quá khó giải quyết. Bên kia có người đặc biệt đi đối phó, Kim Lãnh Nhạn hiện tại trở thành đội trưởng, danh tiếng khá lớn, nàng làm việc, vẫn là đáng ngươi tín nhiệm. Nếu như lần sau gặp mặt, có thể chính là ngươi lên đường lúc trở về. Tốt lắm, ta cũng kém không nhiều nên rời đi, Viêm Khôn vẫn còn ở lịch luyện, cần ta nhìn chằm chằm. Đúng rồi, cuối cùng cho ngươi một câu thành thật khuyên, đối đãi thiên ma dù sao cũng muốn chú ý. Lần trước đánh một trận, bất quá là bữa ăn trước điểm tâm thôi. Diệp Thần hơi ngẩn ra, trong đầu hắn nổi lên một đạo tư thế oai hùng hiên ngang đẹp bóng người. Ban đầu ở Ninh Ba, và hắn đồng thời xuất hiện nhiều nhất gia tộc có thể chính là Kim Gia. Đáng tiếc, Kim Gia sa sút, hắn hy vọng để cho Kim Lãnh Nhạn phấn khởi, liền dẫn nàng gia nhập Long Hồn. Vốn cho là Kim Lãnh Nhạn sẽ rất mau rời đội, lại không nghĩ rằng mấy năm sau đó, lại trở thành đội trưởng. Sợ rằng Kim Lãnh Nhạn tu luyện thực lực vậy thật to tăng lên, dù là thả vào Côn Lôn hư tông môn vậy đủ nhìn. Có lẽ đây chính là đời người. Không chỉ Kim Lãnh Nhạn, Diệp Thần trong đầu còn hiện lên rất nhiều đạo thân ảnh. Chu Nhã, Ngụy Dĩnh, Bách Lý Băng, An Nhược Ảnh, Ô Hân Lan, Lạc Giao Vân. Vân, những người này có tốt không? Còn có mình phụ mẫu cùng với Y Thần Môn, Quang Minh Điện. Diệp Thần không phải chưa từng nghĩ trở về, chỉ bất quá thần quốc hiện tại diệt thế tai ương đang ở trước mắt. Hắn là Phục Ma Điện người tâm phúc, nếu như rời đi, thiên ma hạ xuống, thần quốc vô số dân chúng lại nên làm cái gì? Diệp Thần tự xưng là không phải cái gì chúa cứu thế, nhưng là hắn muốn là người bên người làm một ít khả năng cho phép sự việc. Sợ rằng năm đó luân hồi chi chủ cũng là như vậy ý tưởng đi. Còn như mình kiếp trước vì sao sẽ chết tại Huyền Cơ Nguyệt tay, Diệp Thần tổng cảm thấy có chút kỳ hoặc. Mình không thể nào không đề phòng phạm Huyền Cơ Nguyệt. Cũng không khả năng như thế dễ dàng được an bài. Đáng tiếc, hắn đến trước mắt đều không cách nào thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Nếu không hết thảy phỏng đoán cũng sáng tỏ. Làm Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, phát hiện Vĩnh Lão đã biến mất. Hắn đã sớm thói quen Vĩnh Lão xuất quỷ nhập thần. Mặc dù mình bây giờ võ đạo thực lực có thể mạnh hơn Vĩnh Lão, nhưng Vĩnh Lão tổng cho hắn một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác. Có lẽ đây chính là Vĩnh Hằng nhất tộc huyết mạch đáng sợ đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía thương khung, ngưng trọng nói, cũng không biết Nhược Tuyết tình huống như thế nào, cũng nên hồi một chuyến Phục Ma Điện. Cùng lúc đó, xung quanh nơi chôn cất, bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Đoạn thời gian này, đối với Hạ Nhược Tuyết mà nói, Tiểu Bạch là nàng bạn tốt nhất. Tiểu Bạch xuất hiện, để cho nàng tu luyện kiếp sống lại nữa khô khan. Hơn nữa, Tiểu Bạch giá trị quá trọng yếu. 3. Viêm Thiên Long thần số đến cuối cùng, gặp Hạ Nhược Tuyết còn do dự,
tay cầm đao nhất thời gân xanh nổ tung, quát lên, nếu như thế, vậy mọi người cùng nhau chết đi. Mắt xem thì phải một đao xóa đi Tiểu Bạch sinh mạng. Không muốn. Hạ Nhược Tuyết kêu to, nước mắt nhỏ giọt xuống, nói, được, ta cùng ngươi trở về, chớ làm tổn thương Tiểu Bạch. Nghe vậy, Viêm Thiên Long thần kinh càng thẳng vậy lỏng xuống, nói, rất tốt, hạ cô nương trọng tình trọng nghĩa, ta rất là bội phục, nơi này có một viên bi xốp giòn cổ đan, ngươi uống vào, ta lại mang ngươi hồi Thiên Đạo Cung. Viêm Thiên Long thần móc ra một viên đan dược, ném cho Hạ Nhược Tuyết. Viên đan dược này, toàn thân xanh thấm, tựa hồ nhúng liền kịch độc, tràn ngập từng tia không rõ hơi thở, kêu bi xốp giòn cổ đan, là Thiên Đạo Cung trộm đào câu Trần Đại Đế mộ phủ, lấy được bàng môn đan dược, sau khi uống, có thể tạm thời khép kín người linh khí, làm người ta cả người gân cốt xốp giòn mềm, xứ không ra một chút khí lực. Hạ Nhược Tuyết tiếp lấy đan dược, ánh mắt một hồi vùng vẫy. Tuyết tỷ tỷ, không muốn, không muốn à, Tiểu Bạch lớn tiếng kêu lên. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, ánh mắt đột nhiên đoạn tuyệt, trực tiếp ăn vào đan dược. Rào. Ngay tức thì, bi xốp giòn cổ đan dược lực tan ra, nàng cả người bốc ra từng luồng quỷ dị lam quang, linh lực nguyên khí nhất thời tán loạn, trong thiên địa ánh trăng, thoáng chốc tan biến không còn dấu tích, ánh mặt trời rực rỡ, lần nữa chiếu khắp mặt đất. Mà Hạ Nhược Tuyết, vậy cảm thấy cả người kinh mạch tê liệt, xương phát tô, liền một chút thần thông cũng không sử ra được, thiếu chút nữa thì muốn rơi xuống, ngay cả đứng đều khó khăn. Có thể thả Tiểu Bạch liền chứ? Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn Viêm Thiên Long Thần. Không thành vấn đề, hạ cô nương chất phác thẳng thắn, ta tự nhiên cũng không rông dài, bất quá vị này Diệp Lăng Thiên huynh đệ, tốt nhất cách ta xa một chút, nếu không Diệp huynh đệ đột nhiên làm khó dễ, ta có thể không chịu nổi. Viêm Thiên Long Thần nhìn bên cạnh Diệp Lăng Thiên, ánh mắt mang theo vẻ kiêng kỵ. Hắn lúc này bị trọng thương, nếu như Diệp Lăng Thiên muốn động thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhanh lên một chút thả người. Diệp Lăng Thiên ánh mắt căm tức nhìn, cố kỵ Tiểu Bạch tánh mạng, dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xa xa lui về phía sau. Rất nhanh, hai người kéo ra đầy đủ khoảng cách. Thấy vậy, Viêm Thiên Long Thần thở phào nhẹ nhõm, nói, non xanh còn đó, nước biếc còn dài, chúng ta giang hồ tạm biệt. Lúc này buông Tiểu Bạch, xoay người bắt Hạ Nhược Tuyết, hóa là một cái tràn ngập cao nhất ngọn lửa rồng thần, chạy trốn xa đi. Tuyết tỷ tỷ, Tiểu Bạch từ trong quỷ môn quan đi về tới, nhưng không có vui sướng chút nào, mặt đầy bi thương vẻ, trơ mắt nhìn Hạ Nhược Tuyết bị Viêm Thiên Long Thần bắt đi. Nếu như không phải là vì cứu nàng, Hạ Nhược Tuyết tuyệt đối sẽ không luân lạc đến đây. Diệp Lăng Thiên bước chân động một cái, muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng khoảng cách quá xa, vậy không theo đuổi. Huống chi, coi như đuổi kịp, Hạ Nhược Tuyết ở Viêm Thiên Long Thần thủ bên trong, một khi người sau liều mạng, Hạ Nhược Tuyết hẳn phải chết. Diệp Lăng Thiên đại ca, làm thế nào? Tiểu Bạch tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải. Đi Phục Ma Điện, bẩm báo điện chủ, mời hắn định đoạt. Diệp Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống, Hạ Nhược Tuyết bị Thiên Đạo Cung bắt đi, tình hình bây giờ, chỉ có thể hướng Diệp Thần bẩm báo, để cho hắn nghĩ biện pháp cứu người. Được, hy vọng Diệp Thần ca ca có biện pháp. Tiểu Bạch ngưng trọng gật đầu một cái. Cũng không đoái hoài được thương thế, lúc này cùng Diệp Lăng Thiên rời đi Sùng Quang nơi chôn cất, đi Phục Ma Điện, chuẩn bị nói cho Diệp Thần hết thảy. Mà lúc này, Viêm Thiên Long Thần đã áp giải Hạ Nhược Tuyết, trở lại Thiên Đạo Cung. Vừa mới tới Thiên Đạo Cung Sơn Môn, hắn nhưng phát hiện phía trước có một đạo quen thuộc bóng người, chính là Thiên Lang. Thiên Lang trở về, ở hắn bên người, còn đi theo một đầu tầm vóc hùng tráng, toàn thân lông xù cự thú. Nhưng là một đầu sơn tiêu. Viêm Thiên Long Thần tim giật mình, tỉnh bơ, kêu lên, Thiên Lang, ngươi trở về. À, Viêm Thiên Đại Nhân, ngươi. Thiên Lang quay đầu lại, nhìn xem Viêm Thiên Long Thần bên người Hạ Nhược Tuyết, người sau một mặt bàng hoàng, đang đánh giá Thiên Đạo Cung khắp nơi phong cảnh. Ha ha, Phụng Cung chủ đại nhân mệnh lệnh, bắt tội nữ Hạ Nhược Tuyết, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, bên người ngươi vị này là... Viêm Thiên Long Thần nhìn về Thiên Lang bên người sơn tiêu cự thú, không khỏi nhíu mày một cái. Đầu này sơn tiêu, trên khuôn mặt mang như đưa đám suy sụp tinh thần thần sắc, tựa hồ gặp cái gì đã kích chí mạng. Viêm Thiên Đại Nhân, ta vội tới người giới thiệu, vị này là thượng giới nữ hoàng bên người thủ hộ linh, hoang cổ đế tiêu, trước đây gặp bất hạnh cường địch,
nghiêm trọng bị nhục, dưới mắt muốn đầu dựa vào chúng ta Thiên Đạo Cung. Thiên Lang ra dấu động tác tay, lại hướng núi Kiệt Tiêu giới thiệu, Đế Tiêu đại nhân, vị này là ta Thiên Đạo Cung hạch tâm trưởng lão, Viêm Thiên Long thần đại nhân. Hạnh hội, hạnh hội. Hoang cổ Đế Tiêu chỉnh đốn tinh thần, hướng Viêm Thiên Long thần chắp tay, giọng bên trong, vẫn khó mà che giấu mệt mỏi tịch mịch ý. Hoang cổ Đế Tiêu, nguyên lai các hạ chính là nữ hoàng dưới quyền, thiên hoàng địa lão bốn lớn thủ hộ linh một trong, được gọi là võ đạo chí tôn Hoang cổ Đế Tiêu. Viêm Thiên Long thần rất khiếp sợ, hắn cũng nghe qua thiên hoàng địa lão truyền thuyết. Một chút không quan trọng thanh danh, để cho Viêm Thiên đại nhân chê cười. Hoang cổ Đế Tiêu một mặt cười khổ, mặt đầy tràn đầy không biết làm sao. Nguyên lai ban đầu ở giới vực thành, nó và tiểu hoàng đánh một trận, bị hoàn toàn chiếm đoạt, nhưng sau đó nhỏ máu sống lại, lại sống đến giờ. Năm đó, luân hồi chi chủ và vận mệnh đứng đầu, dùng tự thân máu tươi xương tủy, chế tạo ra thiên hoàng địa lão bốn lớn thủ hộ linh, mỗi một đầu thủ hộ linh, đều có nghịch thiên thần uy. Đi qua vô tận năm tháng tu luyện, Hoang cổ Đế Tiêu đã âm thầm lĩnh ngộ huyết mạch tinh túy, nắm giữ một chút luân hồi bí ẩn. Luân hồi lực lượng, có thể để cho người chết tô sinh, để cho thiên địa vĩnh hằng bất diệt. Dựa vào cái này một chút luân hồi năng lượng, nó coi như bị giết chết, bị chiếm đoạt, cũng không có hoàn toàn chết, trực tiếp nhỏ máu sống lại, khôi phục hình thể. Sau khi sống lại Hoang cổ Đế Tiêu, huyết mạch vẫn cường hãn, nhưng hơi thở thật to suy yếu, tùy tiện một cái thiên thần cảnh trung kỳ võ giả, cũng có thể giết chết nó. Cho nên, nó muốn đầu dựa vào Thiên Đạo Cung, tìm kiếm che chở, an tâm tu luyện, từ từ khôi phục trước kia tu vi. Đế Tiêu đại nhân muốn đầu dựa vào ta Thiên Đạo Cung, cung chủ đại nhân nhất định hoan nghênh, ha ha, Thiên Lang, người mau dẫn Đế Tiêu đại nhân đi yết kiến cung chủ. Viêm Thiên Long thần cười một tiếng, trong mắt chỗ sâu không giấu vết, lộ ra một chút ý định giết người. Thiên Lang đã phản bội, lần này hắn hồi cung, sẽ không có kết quả tốt, bất quá ra ý liệu, hắn lại có thể mang theo Hoang cổ Đế Tiêu trở về, cũng coi là Thiên Đạo Cung vận khí. Hoang cổ Đế Tiêu ẩn giấu thực lực, vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần cho nó một chút thời gian, để cho nó khôi phục hơi thở, nhất định có thể thành là Thiên Đạo Cung tuyệt đại trợ lực. Được, Viêm Thiên đại nhân, ta đi vào trước. Thiên Lang chắp tay, cũng không biết nguy hiểm đã hạ xuống, lập tức mang Hoang cổ Đế Tiêu đạp vào sơn môn. Viêm Thiên Long thần cười híp mắt gật đầu một cái, tâm tình rất là thoải mái, lập tức vậy áp giải Hạ Nhược Tuyết rời đi. Rất nhanh, hắn áp giải Hạ Nhược Tuyết, đi tới lòng đất lao ngục bên trong. Cái này phiến lao ngục, hơi thở âm trầm, tràn ngập đè nén hơi thở. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ đặc biệt kinh ngạc, bởi vì hắn luân hồi mộ địa bên trong đại năng các tiền bối, rất nhiều đều bị nhốt ở nơi đây, cả người bị xiềng xích trói, hơi thở cũng bị hạn chế. Còn có Thiên Cơ đạo nhân, cũng bị nhốt đặt ở chỗ này, hình dáng vất vả suy sụp tinh thần, trên mình hiện đầy hình phạt vết thương, hiển nhiên gặp qua đáng sợ cực hình hành hạ. Hạ Nhược Tuyết nhìn khắp bốn phía, nhìn từng vị đại năng tiền bối, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Những thứ này bị kẹt đại năng, đều là Diệp Thần sư tôn. Sau lưng của bọn họ, có Đế Huyên Điện và Thượng Giới bóng dáng. Thiên Viên Mặc Tà tống giam bọn họ, là muốn hoàn toàn xóa đi luân hồi chi chủ chuyển thế sống lại, chém cắt hết thảy nhân quả. Vị này chính là Thiên Cơ đạo nhân, Thiên Viên Mặc Tà muốn giết sư phụ chứng đạo. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt chớp động, trong lòng không ngừng bàn tư. Nàng luyện thành Minh Nguyệt Thiên Thư sau đó, đã nắm giữ một chút nguyên đạo bí ẩn, có thể theo dõi thiên địa cuối cùng nhân quả. Cho nên, nàng vừa nhìn thấy những thứ này bị kẹt đại năng, liền suy diễn ra rất nhiều ngày cơ hội số mạng, như vỗ lên xem văn, hết thảy rành rành trong mắt. Có thể tưởng tượng được, nguyên hơi thở, có đáng sợ dường nào, cả thiên địa cuối cùng nhân quả, cũng có thể theo dõi. Truyền thuyết bên trong, nắm giữ cao nhất nguyên khí cường giả đứng đầu, trong lòng bàn tay có tinh không sinh diệt, có thể một mắt nhìn thấu chư thiên vũ trụ cuối cùng kết cục, cảnh giới nghịch thiên đến không cách nào tưởng tượng bước. Bất quá, Hạ Nhược Tuyết chỉ nắm giữ một chút nguyên khí, khoảng cách đứng đầu nhất cảnh giới, không biết còn có bao nhiêu xa xôi. Cho ta đi vào, chờ cung chủ đại nhân xử trí. Viêm Thiên Long thần đã mở một tòa không phòng giam, đem Hạ Nhược Tuyết đẩy vào, vung tay lên, từng cây một xiềng xích trói buộc nàng, hoàn toàn đem nàng nhốt lại. Làm xong hết thảy các thứ này, Viêm Thiên Long thần xoay người rời đi. Bắt Hạ Nhược Tuyết nhiệm vụ,
hắn đã hoàn toàn hoàn thành, tiếp theo, liền giao cho Hiên Viên Mạc Tà định đoạt. Mà lúc này, Thiên Đạo Cung chỗ sâu, Sùng Quang Thần Hà Cung chủ điện. Tại hạ Hoàng Cổ Đế Tiêu, bái kiến Hiên Viên đại nhân. Hoàng Cổ Đế Tiêu quỳ xuống đất, thái độ cung kính. Không cần đa lễ. Loan điện bên trên, Hiên Viên Mạc Tà đang khâm mà ngồi, ánh mắt mang theo một nụ cười châm biếm. Sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệch, Viêm Thiên Long Thần mang đi Tinh Đế kiếm phủ, gặp thảm đánh rơi, hắn vậy được không nhỏ tổn thương, nhưng thật may, mới vừa từ Thiên Lang trong miệng, hắn đã biết Hạ Nhược Tuyết phục tội, kết cục cuối cùng là hoàn toàn, một chút linh lực tổn thất không thành vấn đề. Đa tạ Hiên Viên đại nhân. Hoàng Cổ Đế Tiêu đứng lên, có chút cục xúc bất an, dẫu sao nơi này là Thiên Đạo Cung địa bàn, không phải thượng giới. Mà Hiên Viên Mạc Tà lang tử dã tâm, nó cũng có nơi nghe, liền nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt cũng phải đề phòng ba phần, nó tự nhiên không dám khinh thường, nếu như không phải là chân thực tuyệt lộ, nó tuyệt đối sẽ không bỏ cho dựa vào Thiên Đạo Cung. Đế Tiêu đại nhân, người bị Diệp Thần và hắn thú cưng giết chết, dưới mắt nhỏ máu sống lại, hơi thở suy yếu, muốn mượn ta Thiên Đạo Cung che chở, an tâm điều tức tu luyện. Hiên Viên Mạc Tà híp mắt, ai cũng không nhìn thấu hắn đang tính toán chút gì. Đúng vậy, mong rằng Hiên Viên đại nhân tác thành. Hoàng Cổ Đế Tiêu thành khẩn nói. Ha ha, không biết nữ hoàng tôn thượng, có biết hay không Đế Tiêu đại nhân đã sống lại? Hiên Viên Mạc Tà tỉnh bơ đặt câu hỏi. Hoàng Cổ Đế Tiêu giật mình trong lòng, yên lặng một hồi, nói, nữ hoàng. Nàng đã biết được, phân phó ta tạm thời đầu dựa vào đại nhân, tìm kiếm che chở. Thật ra thì, nó nhỏ máu sống lại sự việc, Huyền Cơ Nguyệt căn bản không biết. Bởi vì, liền liền Huyền Cơ Nguyệt, cũng không nghĩ tới Hoàng Cổ Đế Tiêu như thế lợi hại, đã âm thầm nắm giữ một chút luân hồi bí ẩn. Bất quá, Hoàng Cổ Đế Tiêu không dám tiết lộ thật tình, một khi bị Hiên Viên Mạc Tà biết, mình đã không chỗ nương tựa, hoàn toàn tuyệt lộ, nhất định sẽ chọc tới đại họa ngút trời. Cho nên, nó mang ra Huyền Cơ Nguyệt danh tiếng, chỉ mong có thể rung động Hiên Viên Mạc Tà, để cho hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, Đế Tiêu đại nhân tội gì nói bừa, ta liếc mắt liền nhìn ra, người đã tuyệt lộ, cần gì phải cầm nữ hoàng danh tiếng hù dọa ta. Hiên Viên Mạc Tà khẽ mỉm cười, nhìn Hoàng Cổ Đế Tiêu, tựa như thấy được một đầu đợi làm thịt dê con. Hiên Viên đại nhân, Hoàng Cổ Đế Tiêu cả người chấn động một cái, sống lưng lông tơ từng cây một giơ lên, da đầu tê dại, mơ hồ bắt được một chút ý định giết người. Hừ, nữ hoàng mượn thượng giới thiên uy, nhiều lần lấn áp ta, ngươi còn dám đầu dựa vào ta, đây là tự tìm đường chết. Hiên Viên Mạc Tà ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, đằng đằng sát khí, vung tay lên, mấy chục cầm ác liệt phi kiếm, mãnh liệt phá giết ra, suy suy vang dội, rơi vào Hoàng Cổ Đế Tiêu quanh thân, tạo thành một cái kiếm thủ, ngay tức thì đem nó vây khốn. Hiên Viên Mạc Tà, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Cổ Đế Tiêu sắc mặt đại biến. Hừ, huyết mạch ngươi tinh khí, như vậy dồi dào, ta nếu như cầm ngươi đưa vào lò luyện đan, luyện thành đan dược, tất có thể tăng tiến tu vi, thật to tư bổ. Hiên Viên Mạc Tà bàn tay động một cái, vậy một cái thanh phi kiếm, nhất thời thả ra bén kiếm khí, hung hăng chém chém Hoàng Cổ Đế Tiêu, chém ra từng đạo dữ tợn vết thương. À, kiếm thủ bên trong, Hoàng Cổ Đế Tiêu lạc giọng kêu to, vành mắt hết sức nứt ra, hét, Hiên Viên Mạc Tà, người chết không được tử tế. Người dám như thế đối phó ta, sẽ không sợ bị nữ hoàng bệ hạ biết. Ha ha, cái họ kia Huyền Tiện Nhân, nàng có thể biết cái gì? Chờ ta nghịch luyện Hồng Mông, chứng đạo thành công, ta sớm muộn phải giết tới bầu trời, đem nàng bằng thây vạn đoạn. Hiên Viên Mạc Tà giọng dày đặc, bàn tay huy động gian, kiếm khí càng mãnh liệt hơn, cắt kim loại được Hoàng Cổ Đế Tiêu cả người là tổn thương, máu tươi đầm đìa. Cung chủ đại nhân, bình tĩnh. Thiên Lang thấy một màn này, lật đật nhắc nhở. Hoàng Cổ Đế Tiêu, dẫu sao là Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền thủ hộ linh, Hiên Viên Mạc Tà như vậy tàn nhẫn hành hạ, một khi bị Huyền Cơ Nguyệt biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, người tên phản đồ này, cho ta im miệng. Hiên Viên Mạc Tà căm tức nhìn Thiên Lang, ánh mắt hiện đầy tức giận. Nghe được phản đồ hai chữ, Thiên Lang cả người chấn động một cái, đầu ông tác hưởng, nhất thời sững sờ tại chỗ. Đừng lấy là ta không biết, người đã đầu phục Mạc Huyết Minh, còn muốn dùng một phần thác loạn điên đảo Hồng Mông cổ pháp đào hố hại ta, cho ta chết. Hiên Viên Mạc Tà lời nói nghiêm nghị, cong ngón tay bắn ra, một món tinh đế kiếm khí giết ra,
chém thẳng thiên lang. Thiên lang nhìn kiếm khí giết tới, than thở một tiếng, đứng tại chỗ, cũng không có phân biệt, càng không có né tránh, ánh mắt mang theo đoạn tuyệt, im lặng chờ chết. Suy, kiếm khí giết tới hắn phía trước, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Hiên viên mặc tà dừng lại ở động tác, cau mày nhìn hắn, nói, vì sao không tránh, ngươi không muốn giải thích cái gì không? Thiên lang lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, nói cung chủ đại nhân, ta phản bội ngươi, tội đáng chết vạn lần, không có gì đáng nói. Lúc này hiên viên mặc tà, ấn đường mang huyết quang, đây là nghịch luyện hồng mông kết cục thảm hại, đã xuất hiện điềm đại hung. Thiên lang nội tâm bên trong, chỉ cảm thấy tội nghiệt sâu nặng, nếu như không phải là hắn, hiên viên mặc tà cũng sẽ không tiếp xúc tới vậy điên đảo thác loạn hồng mông cổ pháp. Cho nên, hắn chỉ cầu vừa chết, cọ rửa tội lỗi của mình. Hiên viên mặc tà nhìn trời chó sói quyết tuyệt hình dáng, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói, xem bộ dáng của ngươi, tựa hồ vậy không phải cố ý muốn phản bội ta. Ngay lúc nói chuyện, hiên viên mặc tà sử dụng một mặt kiếm bát quái, đạo đạo linh quyết đánh ra, vậy kiếm bát quái thanh long chiếm cứ, trên mặt kiếm lướt qua rất nhiều hình ảnh, các loại số mạng nhân quả, từng cái hiện lên. Bát quái kính này, lại là thanh long định hồn kính, là thiên cơ đạo nhân hồng mông chí bảo, có vô cùng lợi hại suy diễn xem bói hiệu quả. Thiên cơ đạo nhân bị tống giam, cái này thanh long định hồn kính, tự nhiên cũng rơi vào hiên viên mặc tà trên tay. Một bức bức hình ảnh, không ngừng lướt qua, hiên viên mặc tà gương mặt càng ngày càng trắng bệch, dùng thanh long định hồn kính suy diễn xem bói, cần phải hao phí to lớn linh khí, nhưng vì theo dõi thiên lang phản bội bí mật, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Nguyên lai, ngươi lại là bị mạc huyết minh bức bách. Hiên viên mặc tà nhìn cái này một bức bức hình ảnh, các loại nhân quả hiện lên, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Hắn còn tưởng rằng là mạc huyết minh rất nhiều hạ trọng thù, thu mua thiên lang, lại không nghĩ rằng nguyên lai là dùng sức mạnh hoành thủ đoạn, bức bách thiên lang đi vào khuôn khổ. Nếu ngươi là bị bắt buộc, vì sao không sớm một chút theo ta nói? Hiên viên mặc tà sắc mặt trầm xuống, hỏi. Bởi vì, thiên lang muốn nói, nhưng đầu óc tinh thần ấn ký, bỗng nhiên đau nhức. Cái này tinh thần ấn ký, là mạc huyết minh chồng, chỉ muốn hắn làm ra bất kỳ bất lợi cho mạc huyết minh cử động, đều phải gặp phải con dấu cắn trả hành hạ. Người bị chồng tinh thần ấn ký, hừ, mạc huyết minh chút thủ đoạn nhỏ nhen này, cũng dám ở ta trước mặt phô trương. Sùng quang Thụy Hà, bảo vệ ngươi chân linh, đi. Hiên viên mặc tà hừ một tiếng, vung tay lên, đầu ngón tay chảy ra từng luồng thụy khí sáng mờ, mang cuồn cuộn hồng mông chí bảo uy nghiêm, bao phủ ở trên trời chó sói trên mình. Nhất thời, thiên lang cảm thấy đầu óc trong sạch, mặc dù tinh thần ấn ký vẫn còn ở, nhưng cắn trả tác dụng đã bị ngăn cách, không cách nào lại phát huy ra tác dụng. Cung chủ đại nhân, thiên lang rất khiếp sợ, nhìn hiên viên mặc tà, chỉ gặp người sau gương mặt, đã là hoàn toàn trắng bệch không máu, hiển nhiên hao phí to lớn pháp lực. Ta dùng sùng quang thần hà cung pháp bảo thiên uy, tạm thời bảo vệ ngươi chân linh, có thể bảo ngươi thật hồn không mất, ngươi đối với ta trung thành cảnh cảnh, ta tự nhiên vậy sẽ không bạc đãi ngươi. Hiên viên mặc tà hơi điều tức, khôi phục hao tổn linh lực, chỉ một bên hoang cổ đế tiêu, nói, đầu này hoang cổ đế tiêu, huyết mạch tinh khí đậm đà, ta cũng ban cho ngươi, ngươi cắn nuốt nó, có thể khôi phục thượng cổ đại hung huyết mạch lực lượng, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, ngươi trang làm cái gì đều không phát sinh hình dáng, trở về mạc huyết minh bên người, thay ta thăm dò tình báo. Nghe vậy, thiên lang hoàn toàn ngây dại, không nghĩ tới hiên viên mặc tà không chỉ không có trách phạt hắn, ngược lại tiêu hao linh lực, bảo vệ hắn thật hồn, hơn nữa còn phải đem hoang cổ đế tiêu ban cho hắn. Hiên viên mặc tà, ngươi muốn làm gì, ngươi thật muốn giết ta. Ngươi sẽ không sợ nữ hoàng lửa giận. Hoang cổ đế tiêu rất chấn động, một khi rơi vào thiên lang trong tay, nó sẽ bị hoàn toàn chiếm đoạt, không có lại sống sót có thể. Ở nhỏ máu sống lại sau đó, nó trong huyết mạch luân hồi hơi thở, vận mệnh hơi thở, đã hoàn toàn thất lạc, không thể nào lại trọng sinh lần thứ hai. Hừ, họ Huyền con tiện nhân kia, ta sợ nàng làm chi. Hiên viên mặc tà hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động gian, kiếm thủ sát khí kịch liệt hơn, chém cắt được hoang cổ đế tiêu kêu thảm thiết liền liền. Thiên lang, đầu này sơn tiêu, liền giao cho ngươi xử trí, quay đầu ngươi trở về minh điện, thay ta tra rõ mạc huyết minh chiều hướng, thí sư đại hội lại sắp tới, không biết hắn có động tác gì. Hiên viên mặc tà phân phó,
hắn dự định để cho Thiên Lang làm gián điệp hai mặt. Đại nhân. Thiên Lang kích động không thôi, không nghĩ tới mình còn có lần nữa trở về Thiên Đạo Cung cơ hội, lúc này kéo Hoang Cổ Đế Tiêu lui ra. Thiên Viên Mặc Tà, người chết không được tử tế. Hoang Cổ Đế Tiêu liền mắng, giọng mang ngút trời tức giận. Thiên Viên Mặc Tà mặt không đổi sắc, rất nhanh, hắn liền nghe phía ngoài truyền tới một hồi kinh thiên lang hống, còn có núi tiêu kêu thảm thiết, sau đó là chiếm đoạt máu thịt, bóc lột thậm tệ đáng sợ thanh âm. Cuối cùng, hết thảy bình tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Cung chủ đại nhân, một đạo thân ảnh xỉ xỉ xách xách đi vào, nhưng là Viêm Thiên Long Thần. Thiên Lang tên phản đồ này, người thả qua hắn. Mới vừa ở bên ngoài, Thiên Lang chiếm đoạt Hoang Cổ Đế Tiêu máu tanh hình ảnh, hắn cũng nhìn thấy. Hắn đặc biệt trung tâm, phản bội cũng là hành động bất đắc dĩ, Mạc Huyết Minh để cho hắn trở thành ta phản đồ, hồi nào không thể để cho Mạc Huyết Minh hưởng thụ một tí phản bội cảm giác. Thiên Viên Mặc Tà mỉm cười nói. Cung chủ đại nhân mưu kế sâu xa, thuộc hạ bội phục. Viêm Thiên Long Thần cả người kịch chấn, lại không nghĩ rằng hắn còn có cái mưu này hoa. Dừng một chút, nói, Hạ Nhược Tuyết tội kia nữ, đã bị thuộc hạ chộp được, đang tống giam tại hầm giam bên trong, Đế Uyên Điện đánh mất tiểu nguyên thuật, vậy Minh Nguyệt Thiên Thư, nguyên lai là bị nàng cầm, hơn nữa nàng còn luyện thành, lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn, thuộc hạ cũng là trăm ngàn cay đắng, mới rốt cục bắt nàng. Lập tức đem bắt Hạ Nhược Tuyết quá trình, đơn giản nói một lần. Cái gì, Minh Nguyệt Thiên Thư rơi vào trên tay nàng. Nghe vậy, Thiên Viên Mặc Tà vô cùng khiếp sợ, khó khăn trách mình tinh đế kiếm phù, lại có thể bị hoàn toàn đánh rơi, nguyên lai Hạ Nhược Tuyết luyện thành Minh Nguyệt Thiên Thư, đã nắm giữ nguyên đạo bí ẩn, thực lực coi trời bằng vung, nếu như không phải là Viêm Thiên Long Thần dùng con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, căn bản không có khả năng chiến thắng. Cung chủ đại nhân có thể đi trước cha xem. Viêm Thiên Long Thần chắp tay nói. Thiên Viên Mặc Tà sắc mặt âm trầm, lúc này chắp hai tay sau lưng, nhanh chóng chạy tới hầm giam. Hầm giam bên trong, Hạ Nhược Tuyết ngồi xếp bằng, yên lặng điều tức, định lực lượng khôi phục, đột phá khóa hạn chế. Lúc này bi xốp giòn cổ đan dược lực, đã hoàn toàn rút đi, nhưng nàng bị xiềng xích những ràng buộc, hơi thở khép kín, không thể vận dụng chút nào pháp lực. Đáng chết! Hạ Nhược Tuyết cắn răng, nếu như có thể tránh ra khỏi khóa những ràng buộc, nàng tuyệt đối có thể trốn bay lên trời. Lấy nàng cảnh giới tu vi, nếu như nàng muốn đi, Thiên Viên Mặc Tà cũng không ngăn được nàng. Nguyên uy lực, chân thực quá mức đáng sợ, lĩnh ngộ nguyên đạo bí ẩn, Hạ Nhược Tuyết thành là thần quốc vạn cổ người thứ nhất, đơn giản là muốn nghịch thiên. Hạ cô nương, đừng vùng vẫy, những thứ này xiềng xích là ngoài bầu trời tinh kim đặc thù đúc, có vô thượng phong tỏa hơi thở, không người có thể tránh thoát. Một vị ông già chậm rãi mở miệng, nhưng là Thiên Cơ đạo nhân. Hắn tống giam địa phương, vừa vặn ở Hạ Nhược Tuyết bên cạnh. Thiên Cơ tiền bối, người biết ta. Hạ Nhược Tuyết một hồi kinh ngạc. Ha ha, lão phu to thông suy diễn thuật pháp, miễn cưỡng suy tính ra cô nương tên họ lai lịch. Thiên Cơ đạo nhân khẽ mỉm cười, chợt tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt chợt biến, nói, đợi một chút, người biết lão phu danh hiệu. Vãn bối to thông nguyên thuật, thấy một chút nguyên đạo bí ẩn, cũng có thể suy diễn rất nhiều nhân quả. Hạ Nhược Tuyết ngưng tiếng nói. À, người nắm giữ nguyên thuật, không thể nào. Nghe vậy, Thiên Cơ đạo nhân rất khiếp sợ, lại không nghĩ rằng Hạ Nhược Tuyết đã lĩnh ngộ nguyên thuật. Hạ Nhược Tuyết đang muốn nói chuyện, nhưng bỗng nhiên lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nhưng gặp một đạo cả người phi kiếm vần quanh, vô cùng sáng chói cuồn cuộn bóng người, đạp vào địa lao bên trong. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, nguyên lai u ám hầm giam, cũng thay đổi được vô cùng huy hoàng. Thiên Viên Mặc Tà, Hạ Nhược Tuyết và Thiên Cơ đạo nhân, thấy đạo thân ảnh này, gương mặt đều lộ ra căm ghét vẻ. Ha ha, tội nữ Hạ Nhược Tuyết, không nghĩ tới ngươi lại có thể luyện thành nguyên thuật, cầm Minh Nguyệt Thiên Thư giao ra. Thiên Viên Mặc Tà đẩy ra cửa tù, sải bước đi đến Hạ Nhược Tuyết bên người, mênh mông hơi thở gào thét ra, như trời long đất lở, cho người to lớn áp lực. Nếu như có thể đạt được Minh Nguyệt Thiên Thư, công tham lãnh ngộ, hắn có thể nắm giữ quá thanh ánh trăng năng lượng, lại phối hợp tinh đế hạo nhiên khí, tinh nguyệt chiếu rọi, đơn giản là vô địch thiên hạ. Cái này nguyên thuật, để cho hắn đặc biệt động tâm, coi như sau lưng có Đế Uyên Điện nhân quả, nhưng chỉ cần chú ý che giấu, ngược lại không sợ bí mật tiết lộ.
Ngươi muốn Minh Nguyệt Thiên Thư, nằm mơ đi. Ngươi coi như giết ta, cũng không khả năng đạt được. Hạ Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, trong đầu nghĩ, Thiên Đạo Cung bắt ta, là vì Minh Nguyệt Thiên Thư. Bọn họ làm sao biết Minh Nguyệt Thiên Thư ở ta trên tay? Bây giờ Minh Nguyệt Thiên Thư, giống như một kiện pháp bảo, núp ở Hạ Nhược Tuyết kinh mạch chỗ sâu, trừ phi nàng chủ động giao ra, nếu không thì coi là Hiên Viên Mặc Tà giết nàng, cũng không khả năng bắt được, Thiên Thư này sẽ theo trước nàng cùng nhau chết. Chết đến ập lên đầu, còn dám mạnh miệng. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt tức giận, bàn tay vung lên, một cái thanh phi kiếm giết ra, thì phải chém về phía Hạ Nhược Tuyết. Hiên Viên Mặc Tà, người dám động tay, nếu như Hạ cô nương phát sinh cái gì bất ngờ, thượng giới nữ hoàng tức giận, người có thể chịu đựng. Một bên Thiên Cơ đạo nhân, lạnh lùng mở miệng. Hiên Viên Mặc Tà động tác nhất thời dừng lại, đúng là, nếu như không cẩn thận giết chết Hạ Nhược Tuyết, hắn không cách nào hướng Huyền Cơ Nguyệt giao nộp. Thượng giới nữ hoàng, đóng lại giới nữ hoàng chuyện gì? Hạ Nhược Tuyết một hồi nghi ngờ. Thiên Đạo Cung bắt ngươi, là phụng thượng giới nữ hoàng mệnh lệnh, nữ hoàng muốn tự mình tra hỏi ngươi, tra ra sau lưng Diệp Thần nhân quả. Thiên Cơ đạo nhân chậm rãi nói. Nữ hoàng muốn đích thân tra hỏi ta. Hạ Nhược Tuyết nhất thời ánh mắt co rúm một cái, rợn cả tóc gáy. Nàng còn lấy là Thiên Đạo Cung bắt nàng, là vì Minh Nguyệt Thiên Thư, nguyên lai lại là phụng nữ hoàng mệnh lệnh. Hạ Nhược Tuyết, ngươi nếu như thức thời, ngoan ngoãn cầm Minh Nguyệt Thiên Thư giao ra, ta có thể ở nữ hoàng trước mặt, vì ngươi nói tốt vài câu, nếu không chờ ta cầm ngươi mang tới thượng giới đi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nữ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt lãnh khốc, nghiêm nghị uy hiếp. Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại chấn động, nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt danh tiếng, liền như một ngọn núi nhạc, trùng trùng chấn áp tâm thần của nàng. Nàng luyện hóa luân hồi tinh diễm tàn lửa, ở Huyền Cơ Nguyệt trong mắt, chính là thiên đại tội nữ. Nếu như bị mang tới thượng giới, nàng có thể khẳng định, mình nhất định phải bị mọi thứ giày xéo, sống không bằng chết. Như thế nào, cầm Thiên Thư cho ta đi, ta có thể theo nữ hoàng nói một tiếng, để cho nàng thiếu động điểm hình. Hiên Viên Mặc Tà cười híp mắt nói. Nghe vậy, Hạ Nhược Tuyết hừ một tiếng, nói có ngon ngươi giết ta, bỏ mặc ngươi như thế nào hành hạ, một ngày nào đó, Diệp Thần sẽ bước lên Thiên Đạo Cung, thay ta trả thù, đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Càn rỡ. Nghe Hạ Nhược Tuyết quyết tuyệt lời nói, Hiên Viên Mặc Tà tức giận liền liền, bàn tay vung lên, một đạo tinh đế hạo nhiên khí, như ngũ chỉ sơn hạ xuống, hung hăng trấn áp xuống đi, đem Hạ Nhược Tuyết ép vỡ trên đất, hình dáng khá là thê thảm. Mà Hạ Nhược Tuyết ánh mắt, vẫn kiên định, nhưng không có chút nào sợ hãi hình dáng. Ngươi cho ta chờ, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Hiên Viên Mặc Tà phẩy tay áo một cái bào, sải bước rời đi lao ngục. Lao ngục bên ngoài, Viêm Thiên Long Thần đang chờ, gặp Hiên Viên Mặc Tà đi ra, hoảng vội vàng tiến lên nghênh đón. Cung chủ đại nhân, như thế nào, muốn tế kiện ra trời, mời nữ hoàng rơi xuống phủ chiếu, mang đi tội kia nữ sao? Viêm Thiên Long Thần nhỏ giọng hỏi. Đừng vội, ta dự định chậm một chút, cùng tội kia nữ khạc ra Minh Nguyệt Thiên Thư nói sau. Hiên Viên Mặc Tà chắp hai tay sau lưng, nói. Nhưng vạn nhất. Nàng không chịu giao ra Thiên Thư làm thế nào? Viêm Thiên Long Thần thật sâu lo âu, hắn rất rõ ràng Hạ Nhược Tuyết tính tình, không thể nào như thế tùy tiện liền giao ra Minh Nguyệt Thiên Thư. Hừ, cùng thí sư đại hội kết thúc, ta chứng đạo thành công, nắm giữ cao nhất Hồng Mông Thiên Uy, một đạo Thiên Uy trấn áp xuống đi, nàng không chịu vậy được chịu, đến lúc đó, còn đến phiên miệng nàng cứng rắn. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt lóe lên, dưới mắt chỉ cùng thí sư đại hội bắt đầu. Chỉ cần tiến hành thuận lợi, hắn một bước chứng đạo, có thể ngay tức thì nghịch thiên, đến lúc đó, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hay à, cùng thí sư đại hội bắt đầu, Diệp Thần thằng nhóc kia, nhất định cũng phải bước lên Thiên Đạo Cung, đến lúc đó, chúng ta có thể dùng Hạ Nhược Tuyết tội kia nữ, hung hăng uy hiếp hắn, có thể bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Viêm Thiên Long Thần vỗ tay mà cười, nói. Ừ, chàng này thí sư đại hội. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không cho phép nửa điểm không may. Hiên Viên Mặc Tà gật đầu một cái, sắp đến thí sư đại hội, là hắn chứng đạo mấu chốt, một khi thành công, có thể nghịch thiên cải mệnh, mà một khi thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, sợ rằng liền còn sống đều là hy vọng xa vời. Mà lúc này Diệp Thần, cũng không biết Thiên Đạo Cung phát sinh hết thảy.
hắn từ biệt Kỳ Tư Thanh và Kỳ Lâm, rời đi giới vực thành, chuẩn bị trở về Phục Ma Điện. Lần này giới vực thành chuyến đi, hắn thu hoạch khá là phong phú, đặc biệt là thức tỉnh cổ độc thần mạch, và hồi phục luân hồi huyết mạch khoảng cách, lại lớn lớn kéo gần lại một phần. Ta kiếp trước, nắm giữ 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, xếp hạng thứ nhất lục đạo luân hồi pháp, nếu như ta có thể lĩnh ngộ lục đạo luân hồi pháp, trần bia, phong bi, viêm bia, ám bia, cũng có thể hoàn toàn luyện hóa. Diệp Thần tính toán, trong lòng khá là kích động. Ở đi giới vực thành trước, hắn sẽ dùng thiên ma động minh nhãn, trước thời hạn theo dõi qua, biết mình sắp có thiên đại cơ duyên, có cơ hội một lần hành động hoàn toàn luyện hóa 4 khối luân hồi huyền bi. Cái này cơ duyên hơi thở, chính là xuất xứ từ cổ độc thần mạch. Thức tỉnh cổ độc thần mạch sau đó, hắn cách hồi phục thượng cổ luân hồi đại đạo, đã đặc biệt đến gần. Một khi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi pháp, hắn đem hoàn toàn lột xác, nắm giữ vậy 4 khối luân hồi huyền bi lực lượng. Hiện tại, Diệp Thần cần thời gian. Hắn chuẩn bị trở về Phục Ma Điện, làm một chút chuẩn bị, bao gồm điều tra một tí Hạ Nhược Tuyết tình huống. Tránh hành vào gian, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy, chung quanh cất giấu một đạo khí tức quỷ dị. Ai? Hắn ánh mắt run lên, cong ngón tay bắn ra, một món mất đi kim quang bắn ra, đi một khối hư không xuyên thủng đi. Suy! Hư không tan vỡ, một đạo thân ảnh thiểm lược ra, nhưng là Thiên Lang. Thiên Lang bàn tay vung lên, chặn lại Diệp Thần mất đi kim quang, ha ha cười nói, Diệp đại nhân, làm sao vừa thấy mặt đã động sát thủ. Thiên Lang, là ngươi. Diệp Thần ánh mắt run lên, Sùng Quang Đại Đế chính là chết ở Thiên Lang trên tay, hắn đối với người sau không có hảo cảm chút nào, hơn nữa người này phản bội Thiên Đạo Cung, đầu phục Mạc Huyết Minh, có thể nói là phản đồ một cái. Ngươi đến tìm ta, vì chuyện gì? Diệp Thần cảm nhận được, lúc này Thiên Lang, tay cụt đã sớm tiếp hảo, hơi thở vô cùng cường đại, lại có thể đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ, so với trước kia không biết lợi hại nhiều ít, cũng không biết hắn có kỳ ngộ gì, lại có lớn như vậy tiến bộ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thực không dám giấu giếm, Diệp đại nhân, ta đã âm thầm phản bội Thiên Đạo Cung, đầu phục Minh Điện, ta phụng Mạc Huyết Minh đại nhân mệnh lệnh, đặc biệt tới mời Diệp đại nhân, đi Minh Điện, thương nghị việc lớn. Thiên Lang mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề, thuyết minh ý đồ. Mạc Huyết Minh lại muốn mời ta. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, nội tâm khá là kinh ngạc, một là kinh ngạc Mạc Huyết Minh mời, hai là kinh ngạc Mạc Huyết Minh thủ đoạn, lại có thể phái Thiên Lang đi ra, than sáng tỏ Thiên Lang gián điệp thân phận, hiện ra to lớn thành ý. Đúng vậy, Mạc Huyết Minh đại nhân rất có thành ý, mời Diệp đại nhân không nên cự tuyệt, chuyện này chuyện liên quan đến Hạ Nhược Tuyết, đại nhân nếu như chẳng muốn Nhược Tuyết cô nương xảy ra chuyện, xin mau sớm chạy tới Minh Điện. Thiên Lang thành khẩn nói. Hạ Nhược Tuyết, các ngươi cầm nàng thế nào? Nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt chấn động, chỉ lấy là Hạ Nhược Tuyết bị Mạc Huyết Minh bắt, nhưng hắn thiên nhãn thấy rõ dưới, mơ hồ phát hiện, Hạ Nhược Tuyết đúng là xảy ra chuyện, nhưng cùng Minh Điện không liên quan. Đại nhân đi thì biết. Thiên Lang vẫn mang thành khẩn nụ cười. Được, ta đi với ngươi. Diệp Thần trầm giọng đáp ứng, hắn thiên nhãn thấy rõ dưới, vậy cảm thấy Mạc Huyết Minh không có ác ý. Lần này mời, tựa hồ vẫn là muốn hợp tác. Mời. Thiên Lang làm một động tác tay mời, biến dạng hư không, mang Diệp Thần chạy tới Minh Điện. Diệp Thần và hắn kết bạn mà đi, kháo đắc cận, mơ hồ ngửi được một cổ quái mùi. Đó là hoang cổ đế tiêu mùi. Chuyện gì xảy ra, Thiên Lang trên mình, tại sao có thể có hoang cổ đế tiêu mùi? Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần rất chấn động, chỉ lấy là tự cảm thụ sai rồi. Lại ngưng thần cảm ứng, nhưng phát hiện Thiên Lang huyết mạch bên trong, đúng là cất giấu hoang cổ đế tiêu hơi thở. Cái này không thể nào, hoang cổ đế tiêu không phải là bị tiểu hoàng cắn nuốt sao? Diệp Thần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, âm thầm mở thiên nhãn, ngưng thần thấy rõ, trong thoáng chốc, liền phát hiện đặc biệt đáng sợ hình ảnh. Nguyên lai hoang cổ đế tiêu, dựa vào hắn kiếp trước một chút luân hồi hơi thở, lại có thể nhỏ máu sống lại. Còn muốn đầu dựa vào Thiên Đạo Cung, tìm kiếm che chở, khôi phục linh lực. Chỉ tiếc, Hiên Viên Mạc Tà không tha cho nó cuối cùng bị Thiên Lang giết chết, trực tiếp cắn nuốt. Mà Thiên Lang cắn nuốt hoang cổ đế tiêu, đạt được hàng loạt linh khí bồi bổ, khôi phục lại thượng cổ huyết mạch, chính là một lần hành động bước vào thiên thần cảnh tầng 8, thực lực cực độ tăng trưởng. Dọc theo hoang cổ đế tiêu lưu lại mùi,
Dọc theo cái đầu mối này, Diệp Thần thậm chí theo dõi đến, nguyên lai Thiên Lang phản bội sự việc, Hiên Viên Mạc Tà đã biết. Hơn nữa, Hiên Viên Mạc Tà còn tha thứ Thiên Lang, dự định diễn ra kháng khít nói. Cho nên, lúc này Thiên Lang, ngoài mặt là Mạc Huyết Minh gián điệp, nhưng trong thực tế là Hiên Viên Mạc Tà con cờ. Cái loại này loại bí ẩn, đặc biệt mịt mờ, nếu như không phải là có Hoang Cổ Đế Tiêu cái đầu mối này, Diệp Thần căn bản không thể nào theo dõi. Diệp đại nhân, thế nào? Thiên Lang nhìn Diệp Thần ánh mắt, mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng. Không có sao, không có sao. Diệp Thần tỉnh bơ, cũng không có bại lộ mình phát hiện. Rất nhanh, hắn đi theo Thiên Lang, chính là đi tới Minh Điện Sơn Môn. Minh Điện đến, Diệp đại nhân, mời. Thiên Lang ở phía trước dẫn đường, mang Diệp Thần bước vào Minh Điện bên trong. Diệp Thần gật đầu một cái, một lần nữa đi tới Minh Điện, nhưng là có chút thoáng như cách một đời cảm giác. Ha ha, Diệp tiểu hữu, vẫn khỏe chứ? Một cái hồng bào nam tử, sớm đang đợi Diệp Thần, thấy hắn tới, liền thân thiết lên tiếng chào. Mạc Huyết Minh, ngươi lại mời ta, còn muốn hợp tác. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái này hồng bào nam tử, chính là Mạc Huyết Minh. Đi vào nói sau. Mạc Huyết Minh một mặt cười híp mắt hình dáng, mang Diệp Thần đạp vào sơn môn. Mà Thiên Lang, bảo vệ ở lối ra vào sơn môn, cũng không có đi vào theo. Nhược Tuyết nàng thế nào? Diệp Thần trầm giọng hỏi, hắn nhất lo lắng Hạ Nhược Tuyết an nguy, hết lần này tới lần khác thiên nhãn thấy rõ dưới, đều không thể rình rập, cũng không biết xảy ra biến cố gì. Ha ha, ta nhận được tình báo, Nhược Tuyết cô nương bị Thiên Đạo Cung bắt. Mạc Huyết Minh cũng không có giấu giếm, dứt khoát nói ra. Thiên Đạo Cung. Diệp Thần hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ Thiên Đạo Cung mang đi Hạ Nhược Tuyết là bởi vì mình? Mạc Huyết Minh khẽ mỉm cười, Diệp tiểu hữu, chuyện này cũng không ngươi tưởng tượng như thế đơn giản. Nhược Tuyết cô nương cơ duyên nhưng mà liền chúng ta đều không ngừng hâm mộ. Rất nhanh, Diệp Thần liền biết Hạ Nhược Tuyết luyện thành Minh Nguyệt Thiên Thư, nghịch thiên lột xác, trở thành thượng cổ thần đế cấp bậc cao thủ. Đáng tiếc Viêm Thiên Long thần thủ đoạn hèn hạ, dùng con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nàng cuối cùng vẫn bị Thiên Đạo Cung bắt được. Hiên Viên Mạc Tà muốn đem đưa nàng lên trời, giao cho Huyền Cơ Nguyệt tra hỏi. Một khi Hạ Nhược Tuyết rơi vào Huyền Cơ Nguyệt trên tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, tánh mạng của nàng tuyệt đối kham ưu, hơn nữa Diệp Thần là luân hồi chi chủ chuyển thế, điều bí mật này, vậy rất khó giấu giếm nữa. Một khi bí mật bại lộ, Huyền Cơ Nguyệt nhất định phải hợp lại hết tất cả, đem hắn xóa bỏ. Diệp Thần sắc mặt, nhất thời đổi được vô cùng ngưng trọng. Thật may Hiên Viên Mạc Tà tham đồ Minh Nguyệt Thiên Thư, không có lập tức cầm Hạ Nhược Tuyết đưa vào thượng giới, hắn còn có cứu vãn cơ hội. Nhưng Hạ Nhược Tuyết bị kẹt ở Thiên Đạo Cung, và các vị đại năng tống giam chung một chỗ, muốn cứu ra nàng, lại nói dễ vậy sao? Diệp tiểu hữu, chỉ dựa vào một mình ngươi, vô luận như thế nào? Cũng không thể cứu ra Nhược Tuyết cô nương. Mạc Huyết Minh mỉm cười, nói, và ta hợp tác đi, cùng thí sư đại hội bắt đầu, chúng ta cùng chung giết tới Thiên Đạo Cung, liên thủ nghiền nát Hiên Viên Mạc Tà. Nghe vậy, Diệp Thần im lặng không lên tiếng, âm thầm tính toán. Nếu như ở lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Mạc Huyết Minh hợp tác, đây là bảo hổ lột ra, người sau tuyệt đối bất an hảo tâm. Nhưng hiện tại, Hạ Nhược Tuyết bị bắt, muốn cứu người nói. Hắn một người không có phần thắng. Nếu như và Mạc Huyết Minh hợp tác, mượn hắn lực lượng, ngược lại là có cứu người cơ hội. Nhưng Mạc Huyết Minh người này, lang tử dã tâm, cùng hợp tác xong, hắn tuyệt đối muốn vi phạm minh ước, quay đầu rút ra đao giết người. Nhìn Diệp Thần do dự hình dáng, Mạc Huyết Minh cười nói, Diệp tiểu hữu, là đồng hồ thành ý, ta có thể nói cho ngươi, thượng của một trong thất đại thần đế, Chiêu Võ Đại Đế mộ phủ chỗ. Chiêu Võ Đại Đế mộ trong phủ mặt, có một kiện 33 thiên hồng mông chí bảo, kêu Lục Dương Thần Hỏa Giám, có chiếu sáng thiên địa, quang tuyệt tinh không thần uy. Bảo này chí cương chí liệt, và ta hơi thở thật to không dung, nhưng Diệp tiểu hữu, ngươi có thể đi trước thu lấy, chỉ cần ngươi được Lục Dương Thần Hỏa Giám, đến lúc đó giết tới Thiên Đạo Cung, chúng ta phần thắng, là có thể lớn hơn mấy phần. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng động một cái. Lục Dương Thần Hỏa Giám uy lực. Hắn vậy gặp qua. Náo động vực ngoại luyện đan sư, đan hoàng Dương Liệt, chỉ đành phải một khối Lục Dương Thần Hỏa Giám tàn phiến, liền lĩnh ngộ vô thượng Lục Dương ngọn lửa, luyện đan thành tựu ngay tức thì nghịch thiên,
có thể tưởng tượng được Lục Dương thần hỏa giám có lợi hại dường nào. Nếu như đạt được vật này, hắn bát quái thiên đan thuật, có thể ngay tức thì đại viên mãn, bát quái quy nhất, đạt tới tột cùng nhất cảnh giới. Hơn nữa, mượn Lục Dương thần hỏa giám bàng bạc hỏa khí, hắn thậm chí có thể thúc giục viêm bia, kích hoạt viêm bia ẩn chứa thần mạch. Trần bia xích trần thần mạch, phong bi lăng phong thần mạch, ám bia tới ám thần mạch, độc bia cổ độc thần mạch, diệp thần đã toàn bộ thức tỉnh. Nhưng viêm bia thần mạch, hắn nhưng còn không có lĩnh ngộ. Nếu như lĩnh ngộ, hắn tuyệt đối có thể hồi phục thượng cổ luân hồi lực, nắm giữ lục đạo luân hồi pháp bí ẩn. Lục đạo luân hồi pháp, đây chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, cường đại nhất tồn tại, một khi nắm giữ, trời mới biết sẽ có lợi hại dường nào. Diệp thần tim đập bịch bịch, đơn thuần là một khối lục dương thần hỏa giám, hắn không hề động tâm, nhưng lục dương thần hỏa giám mang tới liên tiếp giá trị, lại để cho hắn vô cùng lộ vẻ xúc động. Như thế nào? Mạc Huyết Minh ngưng mắt nhìn Diệp thần, hắn chịu nói ra chiêu võ đại đế nơi chôn cất chỗ, là để tỏ lòng hợp tác thành ý. Được, hợp tác, cùng thí sư đại hội bắt đầu, chúng ta cùng chung bước lên thiên đạo cung. Diệp thần cắn răng, đáp ứng. Mặc dù hắn rất rõ ràng, cùng hợp tác kết thúc, Mạc Huyết Minh tuyệt đối muốn thọt đao. Nhưng nếu như, hắn có thể bắt được lục dương thần hỏa giám, mượn này thức tỉnh thượng cổ luân hồi lực, lĩnh ngộ lục đạo luân hồi pháp, đến lúc đó, chính là một cái Mạc Huyết Minh, vì sao đủ gây sợ hãi. Tốt lắm, Diệp tiểu hữu chất phác thẳng thắn, ta rất là bội phục. Mạc Huyết Minh ha ha cười một tiếng, lúc này đem chiêu võ đại đế nơi chôn cất vị trí, nói cho Diệp thần. Đa tạ. Diệp thần gật đầu một cái, lúc này muốn biến dạng hư không rời đi, nhưng dừng một chút, liền xoay người lại, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, thấy chung quanh không có một bóng người, mới thấp giọng nói. Mạc đại nhân, ta cũng có một cái bí mật nói cho ngươi. Bí mật gì? Mạc Huyết Minh có chút nghi ngờ. Thiên lang phản bội thiên đạo cung, đầu dựa vào chuyện ngươi, hiên viên Mạc Tà đã biết. Diệp thần chậm rãi nói. Hắn không ngại để cho hiên viên Mạc Tà và Mạc Huyết Minh tới giữ hỗn loạn một ít. Cái gì? Nghe vậy, Mạc Huyết Minh rất khiếp sợ. Hiên viên Mạc Tà mượn sùng quang thần hà cung lực lượng, hao tổn pháp lực, che ở thiên lang thật hồn, người tinh thần ấn ký đã vô dụng, hắn hiện tại đã thành đôi mặt tồn tại, bị hiên viên Mạc Tà mệnh lệnh, mai phục ở bên người ngươi, thăm dò tình báo. Diệp thần đem tất cả chân tướng, nói ra hết. Cái gì? Những chuyện này? Ngươi làm sao biết? Mạc Huyết Minh cả người kịch chấn, trợn mắt nhìn Diệp thần, không dám tin tưởng hắn nói. Chân tướng ta đã nói cho ngươi, ngươi thừa dịp còn sớm định đoạt, đừng để cho một con cờ, hư chúng ta kế hoạch. Diệp thần giữ kín như bưng cười một tiếng, hắn có cao nhất thấy rõ thủ đoạn bí mật, tự nhiên không thể nào nói cho Mạc Huyết Minh. Mạc Huyết Minh sắc mặt âm trầm, chỉ cảm thấy Diệp thần trên người bí mật, đặc biệt nhiều, so hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Không biết cất giấu nhiều ít lá bài tẩy. Hắn rất rõ ràng, Diệp thần không có nói láo, nếu như cố ý dùng nói láo lừa gạt hắn, hắn một mắt là có thể xuyên thủng. Đa tạ Diệp tiểu hữu nhắc nhở, ta biết. Mạc Huyết Minh thanh âm trầm thấp, không nghĩ tới thiên lang gián điệp thân phận, thì đã bị phát hiện, hơn nữa còn thành gián điệp hai mặt. Vậy tại hạ cáo từ, Mạc đại nhân, tạm biệt. Diệp thần chắp tay, lúc này tạm biệt Mạc Huyết Minh, biến dạng hư không rời đi. Chạy thẳng tới chiêu võ nơi chôn cất. Đến khi Diệp thần rời đi, Mạc Huyết Minh nhưng là trầm mặt, sải bước đi tới lối ra vào sơn môn. Mạc đại nhân, hợp tác sự việc, nói được như thế nào? Thiên lang thấy Mạc Huyết Minh đi ra, liền vội vàng hỏi. À, nói không khép. Mạc Huyết Minh làm bộ như tiếc nuối hình dáng, chợt lại có điểm tức giận, nói, Diệp thần thằng nhóc kia, nguyên lai đã cùng đế uyên điện đạt thành hợp tác, hắn khinh thường và ta liên thủ. Cùng thí sư đại hội bắt đầu, hắn muốn cùng bi thiện đại đế bước lên thiên đạo cung, chém chết hiên viên Mạc Tà, thành tựu cao nhất công đức, lại không chịu để cho ta chiếm được chút tiện nghi nào. Bi thiện đại đế, ngày xưa thượng cổ một trong thất đại thần đế, thi hài bị đế uyên điện mang đi sau đó, đế thích thiên dùng nghịch thiên pháp lực, đem hắn sống lại, cũng bổ nhiệm là trưởng lão. Cái gì, Diệp thần thằng nhóc kia, lại có thể và đế uyên điện hợp tác? Thiên lang nghe tin tức này. Nhất thời vô cùng khiếp sợ. Đúng vậy, sớm biết hắn đã cùng đế uyên điện liên thủ, ta cũng không cần như thế sát phí khổ tâm, lãng phí tinh lực. Mạc Huyết Minh cắn răng, một mặt phẫn hận hình dáng.
Thiên Lang trầm mặc, trong đầu nghĩ, nguyên lai Diệp Thần người này, lại có thể và Đế Uyên Điện đạt thành hợp tác, ta được bẩm báo Hiên Viên đại nhân, mời hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, Đế Uyên Điện muốn nhúng tay, vậy cũng phiền toái. Mạc Huyết Minh nhìn trời chó sói ngưng trọng hình dáng, không giấu vết cười. Thật ra thì Diệp Thần và Đế Uyên Điện hợp tác, hắn lời nói này, hoàn toàn là giả dối hư ảo, chỉ muốn dùng tình báo giả, cố ý lừa dối Thiên Lang, rời đi Thiên Đạo Cung tầm mắt. Hiên Viên Mạc Tà nhận được tình báo giả sau đó, chiến lược trọng tâm khẳng định đặt ở Đế Uyên Điện trên mình, sẽ không lại cố ý kim đối với hắn và Diệp Thần. Như vậy thứ nhất, hắn và Diệp Thần, là có thể giết Thiên Đạo Cung một cái trở tay không kịp. Mà lúc này, Diệp Thần biến dạng hư không, đã tới ở vào thứ nhất thần quốc trong biên giới Chiêu Võ Đại Đế nơi chôn cất. Thế giới trước mắt, là một phiến mịt mờ hoang mạc, thê lương mà hùng hồn. Liên miên hoang mạc, cát vàng cuộn sạch, đứng sừng sững từng ngọn to lớn tượng đá. Tượng đá trên tay, cầm đao thương kiếm kích, búa rìu roi dài vân. Vân binh khí, đằng đằng sát khí, nguy nga thở mạnh. Cái này phiến nơi chôn cất, và sùng quang nơi chôn cất tiên linh náo nhiệt so sánh, nhưng là hoàn toàn không cùng, tràn đầy vắng lặng và khí tức cổ xưa. Ông! Diệp Thần cảm thấy luân hồi mộ địa dị động, cong ngón tay bắn ra, đem lục dương thần hỏa giám tàn phiến, thả ra ngoài. Khối này tàn phiến, không ngừng lóe lên kim quang, ông ông tác hưởng. Lục dương thần hỏa giám bản thể, quả nhiên liền ở chỗ này. Diệp Thần trong lòng vui mừng, tàn phiến khác thường động, lục dương thần hỏa giám bản thể, rõ ràng đang ở phụ cận. Chỉ cần lấy được lục dương thần hỏa giám, hắn là có thể hoàn toàn lột xác, lĩnh ngộ hồng mông đỉnh cấp lục đạo luân hồi pháp. Dọc theo mảnh vụn hơi thở chỉ dẫn, Diệp Thần ở đầy trời cát vàng bên trong, cướp bước tiến về trước. Rất nhanh, hắn liền đi tới trong sa mạc ương, nơi này trừ cát, liền chỉ có một ít bò cạp, côn trùng, xa xa, trừ cái này ra, cái gì cũng không có. Nhưng Diệp Thần thiên nhãn thấy rõ dưới, nhưng phát hiện sa mạc phía dưới, cất giấu một tòa mộ phủ cung điện, chính là Chiêu Võ Đại Đế chôn xương chỗ. Hủy diệt mộ đạo, mất đi kim quang, mở. Diệp Thần rút ra sát kiếm, một tầng mênh mông kim quang, bỗng nhiên từ trên thân kiếm nổ lên, hắn khua kiếm bổ một cái, một đạo kiếm quang bén nhọn bổ ra, nhất thời bổ ra mặt đất, cát tầng tầng tách ra, lộ ra cất giấu phía dưới mộ phủ. Mở ra. Diệp Thần trong lòng vui mừng, lúc này từ luân hồi mộ địa bên trong, gọi ra u oanh quỷ dứu, nói quỷ dứu, theo ta cùng chung đi vào. Đại nhân. U oanh quỷ dứu thân thể hiện lên, hắn lúc này, đã khôi phục thương thế, hơn nữa phá rồi sau đó lập, tu vi có tiến bộ, đạt tới thiên thần cảnh tầng 8. Lập tức Diệp Thần mang u oanh quỷ dứu, cùng chung bước vào Chiêu Võ mộ phủ bên trong. Mà theo hai người mới vừa đi xuống, từng đạo bóng người, chính là xuất hiện ở trên sa mạc không, chừng mười mấy người, đều mặc trước Đế Uyên Điện phục trang. Một người cầm đầu, nhưng là cái người khoác cà sa, tay phải cầm pháp trượng, tay trái bưng bát vàng, mày trắng thủy dài, kim cương chừng mắt lão hòa thượng. Từng vòng thần đế ánh sáng, từ lão hòa thượng trên mình tràn ngập, vô tận thiện quang thụy khí, ở hắn quanh thân cổn đáng trước. Hắn lại là một vị thần đế cao thủ. Bi thiện trưởng lão, Chiêu Võ nơi chôn cất đến. Sau lưng một người học trò nói. Ừ. Lão hòa thượng gật đầu một cái, ánh mắt híp lại, nhìn về phương xa. Nguyên lai cái này lão hòa thượng, lại chính là Bi Thiện Đại Đế, thượng cổ một trong thất đại thần đế, ở Đế Thích Thiên Nghịch Thiên Pơ dưới háp lực, thi hài của hắn đã hồi phục, hiện tại đảm nhiệm Đế Uyên Điện trưởng lão chức vị. Phải biết vực ngoại mặc dù có rất nhiều cao hơn thần quốc thần đế cảnh giới tồn tại. Nhưng, thời đại thượng cổ thiên thần cảnh đỉnh cấp và bây giờ thiên thần cảnh đỉnh cấp có khác biệt một trời à. Võ đạo thuần túy, đủ để vượt biên giới giết địch. Minh Nguyệt Thiên Thư mất, chúng ta nhất định phải tìm về, lần này tới Chiêu Võ nơi chôn cất, cần phải cướp được lục dương thần hỏa giám, mượn vậy pháp bảo thần dương thiên uy, xua tan thiên cơ sương mù dày đặc, đến lúc đó, chúng ta là có thể tra rõ Minh Nguyệt Thiên Thư hướng đi. Bi Thiện Đại Đế thanh âm hùng hồn, mặc dù cao tuổi, nhưng không gặp chút nào tang thương. Nguyên lai hắn hạ xuống Chiêu Võ nơi chôn cất. Là vì cướp lấy lục dương thần hỏa giám, tốt mượn thần dương liệt hỏa thiên uy, xua tan hắc ám sương mù dày đặc, từ đó theo dõi đến Minh Nguyệt Thiên Thư nhân quả hướng đi, điều tra rõ tung tích. Minh Nguyệt Thiên Thư, nhưng mà trong truyền thuyết nguyên thuật, là đao kiếm nhật nguyệt một trong bốn cuốn thiên thư, quý trọng như vậy thuật pháp,
một khi mất, liền liền Đế Uyên Điện, cũng không chịu nổi tổn thất. Cho nên, cái cuốn thiên thư này, nhất định phải tìm về. Bi Thiện Đại Đế nhiệm vụ, cũng chính là tìm Minh Nguyệt Thiên Thư. Mà Lục Dương Thần Hỏa Giám, là hắn khám phá sương mù dày đặc, tra tìm đầu mối chỗ mấu chốt, không cho sơ thất. Tựa hồ có người tới trước thời hạn, không biết là ai, chúng ta nhanh lên một chút đi, nếu bị người nhanh chân giành trước, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bi Thiện Đại Đế ánh mắt ngưng trọng, nhưng cảm thấy ở chiêu võ nơi chôn cất bên trong, ngoài ra có người sống hơi thở, hiển nhiên có người sớm bọn họ một bước, đã hạ xuống nơi đây. Lập tức Bi Thiện Đại Đế không dám thở ơ, nhanh chóng dẫn người chạy tới mộ phủ. Mà Diệp Thần và U Oanh Quỷ Dứ, đã tới mộ phủ bên trong, không ngừng đi về phía trước. Cái mộ này phủ, và Sùng Quang Đại Đế mộ phủ như nhau, cũng có nhiều vô cùng cơ quan cấm chế, nhưng lúc này Diệp Thần, đã xưa không bằng nay, chính là cơ quan cấm chế, tự nhiên không làm gì được hắn, rất dễ dàng liền một đường phá đi giết, khoảng cách ngôi mộ chính càng ngày càng đến gần, không phí nhiều sức. Đại nhân, ta sư đệ Kim Loan Thiên Tê, liền bị trấn áp tại cái này mộ phủ phía dưới, chúng ta cẩn thận một chút. U Oanh Quỷ Dữ sắc mặt ngưng trọng, cũng không có hết lấy xem nhẹ. Chiêu võ mộ phủ trấn áp đại hung, kêu Kim Loan Thiên Tê, là một đầu đặc biệt dã man hung mãnh cự thú, một khi thức tỉnh nó, sợ rằng không tránh được một phen chiến đấu. Ừ, chúng ta động tác nhanh lên một chút, ta cảm thấy có người tới, hơn nữa hơi thở rất cường đại. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, nhưng cảm thấy có một đạo khí tức cường đại, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh đỉnh cấp bậc, đang gào thét tới. Một khi hơi thở kia giết tới, hắn muốn cướp lấy Lục Dương Thần Hỏa Giám, coi như không như vậy dễ dàng. Lập tức Diệp Thần bước nhanh hơn, nhanh chóng chạy tới ngôi mộ chính. Sốt cuộc, hắn đi tới ngôi mộ chính trước cửa, một trưởng đem đẩy cửa ra. Theo đẩy cửa ra, ngôi mộ chính bên trong bầy biện, vậy hiện lên ở Diệp Thần trước mắt. Đây là một phiến đặc biệt không gian to lớn, để từng ngọn hình người pho tượng, mỗi một pho tượng đều vô cùng to lớn, trong tay cầm đao thương kiếm kích đẳng binh khí, và bên ngoài sa mạc pho tượng kém không nhiều, nhưng bất đồng chính là, nơi này pho tượng, nhưng bao phủ một tầng nhàn nhạt kim diễm ánh sáng. Đó là Lục Dương Thần Hỏa Giám hơi thở. Hiển nhiên, những thứ này pho tượng, đều bị Lục Dương Thần Hỏa Giám rèn luyện qua. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Mà theo Diệp Thần và U Oanh Quỷ Dữ đi vào, vậy từng ngọn pho tượng, lại có thể hoạt động, trong cổ họng phát ra liên miên ma âm, trong hư không tựa hồ chấn động viễn cổ con voi to hí. Hạ một sát, tất cả pho tượng, chính là quăng lên binh khí, hung hăng hướng Diệp Thần hai người chấn giết xuống. Cự tượng chấn thiên sức lực. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, những thứ này pho tượng, lại có thể cũng sẽ cự tượng chấn thiên sức lực. Ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, cự tượng chấn thiên sức lực hạng mạt lưu, uy lực cũng không lớn, nhưng mấy chục pho tượng, cùng chung phát âm, ma âm điếc tai, cơ hồ muốn xuyên qua đầu, làm người ta đặc biệt khó chịu. Phốc xích, một bên U Oanh Quỷ Dứ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nội tạng bị chấn động, nhất thời phun ra máu tươi. Mà chung quanh dáng vóc to pho tượng, đã quăng lên binh khí, chém xuống. Chú ý, Diệp Thần vung lên sát kiếm, hủy diệt mộ đạo hội tụ. Kiếm phong cắt kim loại không khí, phát ra từng luồng hồng mông cổ âm, từng cái cổ xưa hồng mông nốt nhạc, như con bướm vậy quanh quẩn ở hắn trên thân kiếm, thiên long bát thần âm hơi thở, vào giờ khắc này phát huy ra. Xuy xuy xuy, trong hư không cự tượng ma âm, nhất thời bị thiên long bát thần âm xua tan. Diệp Thần lại vung lên kiếm, đem một pho tượng, liền người mang đao phá hủy, sau đó kéo U Oanh Quỷ Dứ, thân hình xê dịch, né tránh cái khác pho tượng tập kích. U Oanh Quỷ Hỏa, lên. U Oanh Quỷ Dứ vậy phục hồi tinh thần lại, lông xù móng vuốt lộ ra, từng luồng xanh thấm quỷ hỏa bùng nổ, quấn ở vùng lân cận mấy pho tượng trên. Hô hô hô, quỷ hỏa bạo đốt, mang từng luồng kinh khủng ăn mòn hơi thở, đem vậy mấy pho tượng, hoàn toàn dung thực hủy diệt. Hủy diệt mộ đạo, mở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cực hạn kiếm quang giết ra, hủy diệt mộ đạo phát huy đến đỉnh cấp, từng đạo hung mãnh hơi thở hướng chung quanh pho tượng đánh tới. Bình bịch bịch, nhất thời gian, thì có 7-8 pho tượng, bị Diệp Thần kiếm quang phá hủy. Hắn hủy diệt mộ đạo, ẩn chứa thiên địa bổn nguyên khí tức hủy diệt, nếu như luyện đến nhất đỉnh cấp, có thể diễn hóa thành nguyên thuật, có không thể tưởng tượng nổi uy lực.
Cái này một tí bùng nổ, những cái kia pho tượng không nhịn được, một cái sụp đổ hủy diệt. Rốt cuộc, tất cả tượng đá, đều bị Diệp Thần phá hủy, bụi mù cuồn cuộn lên, hiện đầy toàn bộ ngôi mộ. Hô! Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, thu hồi sát kiếm, ánh mắt xuyên thấu trùng trùng bụi mù, nhất thời liền thấy, ở ngôi mộ trung ương, để một tòa quan tài, bề ngoài màu sắc phong cách cổ xưa thâm trầm, lộ ra mãi mãi tang thương. Lục Dương Thần hỏa dám hơi thở, đang ở bên trong. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, trong tay tàn phiến, phát ra dị quang, và quan tài xa xa hô ứng. Hiển nhiên, truyền thuyết kia ở giữa Hồng Mông Chí Bảo, Lục Dương Thần hỏa dám, ngay tại trong quan tài. Diệp Thần đang muốn động tác, cầm quan tài mở ra, nhưng một bên U Oanh Quỷ Dữ, nhưng đoạt đi ra, nói, đại nhân, ta mở ra quan đi, miễn được phát sinh bất ngờ. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, lui về phía sau một bước. U Oanh Quỷ Dữ hít sâu một hơi, dùng sức chậm rãi vạch trần nắp quan tài. Rào. Một đạo vô cùng sáng chói thần quang, bỗng nhiên từ trong quan tài xuyên qua ra, giống như đao kiếm vậy, thẳng hướng trên sông lên. Đó là Lục Dương Thần hỏa dám kính quang. Không tốt. U Oanh Quỷ Dữ thấy vậy, lật đật lui về phía sau. Hắn sớm có phòng bị, thế nhưng kính quang phá giết tốc độ quá nhanh, hắn vẫn là chậm nửa bước, tai phải bị đánh trúng, một cái lỗ tai bị cắt xuống, máu tươi đầm đìa. Không có sao chứ. Diệp Thần thấy một màn này, cũng là thầm kinh hãi, nếu như U Oanh Quỷ Dữ động tác chậm nửa điểm, sẽ bị kính quang xuyên qua đầu. Không có sao. U Oanh Quỷ Dữ cắn răng, che bị thương lỗ tai, vận công cầm máu. Mà theo quan tài mở ra, từng tầng một cuồn cuộn kim quang, không ngừng tách thả ra ra, vô cùng chói mắt, để cho người không mở mắt ra được. Diệp Thần muốn xem trong quan tài đồ, nhưng kim quang quá nóng rực, hắn cái gì vậy không thấy được. Ông ông ông, liền nghe một hồi to lớn chấn động tiếng truyền ra, một mặt gương đồng chậm rãi từ quan tài bên trong, bay lên, như một vòng huy hoàng mặt trời, treo ở ngôi mộ giữa không trung, tản mát ra vô cùng ánh sáng nóng rực. Cái này trên gương đồng, chạm trổ rất nhiều long phượng khắc hoa văn, còn có thái cổ phạm văn, tràn ngập phong cách cổ xưa Hồng Mông ý vận, từng luồng lục dương chân hỏa không ngừng cháy, chính là trong truyền thuyết Lục Dương Thần hỏa giám. Cái này Lục Dương Thần hỏa giám, là chiêu võ đại đế vật chôn theo, U Oanh Quỷ Dữ vừa mở ra quan tài, pháp bảo này liền bay lên, phải bảo vệ chủ nhân. À, U Oanh Quỷ Dữ phát ra kêu thảm thiết, ở kính quang chiếu dọi xuống, cả người suy suy vang dội, ngay tức thì gặp phải nướng, toát ra khói trắng. Nó là thượng cổ thiên ma đại hung, hơi thở âm lệ lạnh lùng, mà Lục Dương Thần hỏa dám chí cương chí liệt, gắt gao khắc chế nó, chỉ là một món kính quang, là có thể để cho nó hồn phi phách tán. Cẩn thận! Diệp Thần kêu một tiếng, cả người cửu u hơi thở trào đãng, quát lên, tới ám thần mạch, mở. Từng luồng đen nhánh sương mù, không ngừng từ Diệp Thần trên mình xông ra, nhanh chóng phô triển mở ra, ngay tức thì tràn đầy toàn bộ ngôi mộ. Toàn bộ ngôi mộ, rơi vào cực hạn hắc ám bên trong, trừ vậy Lục Dương Thần hỏa dám, không thấy được chút nào ánh sáng. Mà ở tuyệt đối hắc ám hạ, Lục Dương Thần hỏa dám kính quang, đều không thể tràn ra đi. Chỉ có thể ở pháp bảo vùng lân cận không gian, không ngừng cút trào. Đây là tới ám thần mạch lực lượng. Tới ám thần mạch, là ám bia bên trong ẩn chứa thần mạch, có mênh mông cửu u địa ngục hơi thở, một thả ra ngoài, có thể chế tạo cực hạn hắc ám, thậm chí so với 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong vĩnh dạ đại ma trời, còn lợi hại hơn. Cái này một tí, Diệp Thần mở tới ám thần mạch, ngôi mộ không gian rơi vào hắc ám, Lục Dương Thần hỏa dám kính quang cũng bị ngăn trở. Cuối cùng không có tạo thành tiến một bước tổn thương. Đa tạ đại nhân. U Oanh Quỷ Dữ thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải Diệp Thần kịp thời ra tay, nó đã bị kính quang đốt thành than. Ta muốn luyện hóa cái này Lục Dương Thần hỏa giám, có người tới, người thay ta dẫn ra bọn họ. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy có một từng đạo hơi thở, đã xông vào mộ phủ bên trong, rất nhanh thì phải giết tới. Đến lúc đó, hắn muốn cướp lấy Lục Dương Thần hỏa giám. Vậy thì khó khăn. Đây là Lục Dương Thần hỏa giám tàn phiến, người ngụy trang thành pháp bảo bản thể, dẫn ra bọn họ, cẩn thận một chút, có thần đế cấp bậc cao thủ, người tuyệt đối không phải địch thủ, không muốn làm hy sinh vô vị, dẫn ra bọn họ là được. Diệp Thần ném ra tàn phiến, phân phó. U Oanh Quỷ Dữ tiếp lấy tàn phiến, nhất thời ngây ngẩn, không nghĩ tới Diệp Thần quyết đoán được nhanh như vậy.
Nếu như có nguy hiểm, dùng ta phù chiếu, có thể ngăn cản một hai. Diệp Thần vận chuyển linh lực, huyết mạch lực hội tụ, từng luồng thần quang ngưng tụ, hóa thành ba tấm phù chiếu, phân biệt hàm chứa Thiên Long Bát Thần Âm, Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên, Bát Quái Thiên Đan thuật năng lượng, mỗi một chương phù chiếu phía trên cũng quán chú hủy diệt mộ đạo, hơi thở đặc biệt hung hãn. Mà luyện ra cái này ba tấm phù chiếu, Diệp Thần sắc mặt vậy hơi trắng bệch, hao phí không thiếu linh lực. U Oanh Quỷ Dữ nhận lấy phù chiếu, sắc mặt ngưng trọng, vậy biết rõ chuyện quá khẩn cấp, vội vàng xoay người đi ra ngoài, vững vàng đóng cửa ngôi mộ cửa, chuẩn bị nghênh địch. Mà trong ngôi mộ, Diệp Thần một mình ngồi xếp bằng, mặc dù Lục Dương Thần Hỏa Giám đã xuất thế, nhưng ở hắn tới ám thần mạch hơi thở bao phủ xuống, ngoại giới không sẽ phát hiện đầu mối, hắn có thể an tâm luyện hóa. Thật ra thì tốt nhất biện pháp, là trước thu hồi Lục Dương Thần Hỏa Giám, cùng sau khi rời khỏi đây luyện hóa lại. Nhưng vấn đề là, Lục Dương Thần Hỏa Giám hơi thở, chân thực quá hung dữ, hoàn toàn không thu lại được. Nếu như Diệp Thần cầm Lục Dương Thần Hỏa Giám, nhận được luân hồi mộ địa bên trong, vậy ngập trời kính quang, tuyệt đối sẽ đả thương Tô Nhược Hy và Thái Cổ Đan Tôn thân thể, đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Dẫu sao pháp bảo này, là đủ để thay thế mặt trời, chiếu sáng thiên địa tồn tại, có đặc biệt ánh sáng nóng rực, có thể hung hăng xuyên qua linh hồn thể, tiêu diệt hết thảy thần hồn linh phách, đặc biệt khủng bố. Cho nên, hắn muốn nhận phục Lục Dương Thần Hỏa Giám mà nói, phải tại chỗ luyện hóa, không có những biện pháp khác. Huyền Diễm, ra. Diệp Thần trong lòng động một cái, sử dụng Huyền Diễm, cong ngón tay bắn ra, đi Lục Dương Thần Hỏa Giám bắn tới. Suy. Huyền Diễm rơi vào Lục Dương Thần Hỏa Giám phía trên, nhất thời kịch liệt bốc cháy, không ngừng nướng trước kính giám bên trong tinh thần ấn ký. Cái này Lục Dương Thần Hỏa Giám, là thượng cổ chiêu võ đại đế pháp bảo, lưu lại hắn dấu vết, Diệp Thần muốn luyện hóa nói, trước hết đem dấu vết xóa sạch, để cho pháp bảo biến thành một tờ giấy trắng, mình mới có thể giọt máu tế luyện. Suy suy suy, Huyền Diễm không ngừng cháy, vậy tinh thần ấn ký, cũng là không ngừng nhạt đi đi xuống. Tế luyện pháp bảo, đâu vào đấy tiến hành. Mà U Oanh Quỷ Dữ, nhưng đi tới ngôi mộ bên ngoài, dọc theo đường lót gạch trở lại, hắn đã bắt được người xâm nhập hơi thở. Hống. Ngay tại lúc này, hàng loạt tiếng thú gào, không ngừng từ lòng đất truyền tới. Tựa hồ có cái gì dị thú, bị thức tỉnh. Sư đệ. U Oanh Quỷ Dữ nghe được cái này tiếng thú gào, nhất thời liền nhận ra, là Kim Loan Thiên Tê thanh âm. Hiển nhiên, Kim Loan Thiên Tê đã bị thức tỉnh, chỉ là chẳng biết tại sao, không có thể thoát khốn đi ra. U Oanh Quỷ Dữ rất muốn đi cứu viện, nhưng vào giờ phút này, cường địch buông xuống, nó lại không thể thoát thân. Xoát xoát xoát. Rốt cuộc, nó đối diện đụng phải mười mấy đạo thân ảnh, tất cả đều ăn mặc đế uyên điện phục trang. Mà một người cầm đầu, nhưng là cái tay cầm pháp trượng, cầm bát vàng lão hòa thượng. Bi Thiện Đại Đế. U Oanh Quỷ Dữ thấy cái này lão hòa thượng, nhất thời vô cùng khiếp sợ, chỉ lấy là mình nhìn lầm rồi. Bi Thiện Đại Đế đã sớm ở trên cao cổ bỏ mình, hắn lại không nghĩ rằng, cái trước đã thành đế uyên điện trưởng lão, cũng xông vào chiêu võ mộ phủ, muốn đoạt bảo. Ừ, U Oanh Quỷ Dữ, người tại sao lại ở chỗ này? Bi Thiện Đại Đế cũng là kinh ngạc, không ngờ tới sẽ ở chỗ này gặp phải U Oanh Quỷ Dữ. U Oanh Quỷ Dữ hô hấp trệ chất, chỉ cảm thấy bi thiện khí tức của đại đế, vô cùng cường đại, thượng cổ thần đế uy nghiêm, đã khôi phục một phần chia, nếu như động thủ đứng lên. Không ra 10 hiệp, nó sẽ bị chém chết, không có chút nào khả năng chiến thắng. Mặc dù nó tu vi, đã đạt tới thiên thần cảnh tầng 8, nhưng cùng trong truyền thuyết thần đế so sánh, vẫn có lớn vô cùng chênh lệch. Hàng yêu khu ma, là ta Phật môn trách nhiệm nặng nề, yêu nghiệt, chịu chết đi. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Bi Thiện Đại Đế quát lên một tiếng lớn, kim cương trừng mắt, pháp trượng huy động, hung hăng đánh về phía U Oanh Quỷ Dữ. U Oanh Quỷ Dữ con ngươi co rúm một cái, chỉ cảm thấy một hồi uy áp ngập trời tấn công tới. Bi Thiện Đại Đế một kích này, nếu như đánh trúng, nó không chết cũng phải trọng thương. Bát Quái Thiên Đan thuật, lên. Trong lúc nguy cấp, U Oanh Quỷ Dữ lật đật sử dụng Bát Quái phù chiếu, từng luồng đạo ra hai uẩn linh quang, lưu thủy tràn ngập ra, tạo thành một tầng bình phong che chở, chặn lại Bi Thiện Đại Đế nhất kích. Lúc này mới vừa thấy mặt, hắn liền bị bức ra một tấm phù chiếu. Có thể tưởng tượng được, Bi Thiện Đại Đế thực lực có lợi hại dường nào, hắn hoàn toàn không phải địch thủ. Ồ, Bát Quái Thiên Đan thuật,
Thái cổ đan tôn bí pháp, phù này chiếu, người từ nơi nào có được? Bi thiện đại đế thấy vậy, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Ở u oanh quỷ rú sau lưng, rõ ràng cất giấu cao thủ. Hừ, lão lừa ngốc, người muốn biết, giết ta nói sau. U oanh quỷ rú hừ một tiếng, nhớ tới Diệp Thần giao phó, cố ý dùng lời nói kích thích bi thiện đại đế. Hạ một sát, hắn sử dụng một mặt gương đồng, suy đích một tiếng, một món kính quang bắn ra, một cái đế uyên điện đệ tử bất ngờ không kịp đề phòng, bị kính quang xuyên qua, nhất thời toi mạng. Vèo! Mà u oanh quỷ rú giết người, thân thể thiểm lược, nhanh chóng thoát đi. Hắn không có quyền Diệp Thần phân phó, dẫn ra kẻ địch, tranh thủ thời gian. À, Lục Dương Thần hỏa dám, to gan yêu nghiệt, lại dám đoạt bảo. Bi thiện đại đế ánh mắt lộ vẻ xúc động, mới vừa u oanh quỷ rú sử dụng gương đồng, chớp mắt rồi biến mất, nhưng hắn đã thấy rõ ràng, đó chính là Lục Dương Thần hỏa dám, là hắn khổ khổ truy tìm pháp bảo. Truy đuổi. Bi thiện đại đế dừng lại pháp trượng, hai cái thủy dáng dấp mày trắng mao, khí được ngang đứng lên, nhanh chóng dẫn người đuổi giết đi lên. Hắn dưới sự tức giận, nhưng là không biết, u oanh quỷ rú trong tay Lục Dương Thần hỏa dám, thật ra thì chỉ là tàn phiến, ánh sáng chiếu rọi tới giữa, ngụy trang thành bản thể hình dáng mà thôi. Hụ! Mà chủ trong ngôi mộ, Diệp Thần khí huyết sôi trào, khá làm khó bị. Hắn bát quái phù chiếu chết, tự thân linh lực vậy bị tổn thương. Nhanh như vậy liền vận dụng ta phù chiếu, xem ra kẻ địch vô cùng cường đại. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, dọc theo phù chiếu hơi thở điều tra nhân quả, lại phát hiện Bi Thiện Đại Đế bóng người. Bi Thiện Đại Đế, hắn không là chết sao? Diệp Thần rất chấn động, không nghĩ tới người xâm nhập, lại là thượng cổ trong truyền thuyết Bi Thiện Đại Đế. Hắn lúc này mở thiên nhãn, nhất thời xuyên thấu sương mù dày đặc, thấy sau lưng nhân quả. Nguyên lai Bi Thiện Đại Đế cũng muốn cướp lấy Lục Dương Thần hỏa giám, lấy này phá vỡ sương mù dày đặc, tìm Minh Nguyệt Thiên Thư tung tích. Mà Minh Nguyệt Thiên Thư, chính là Đế Uyên Điện nguyên thuật. Một khi bị Đế Uyên Điện phát hiện, Minh Nguyệt Thiên Thư ở Hạ Nhược Tuyết trong tay, ắt phải kết làm thâm hậu ân oán. Nguyên lai cái này sau lưng, còn có Đế Uyên Điện nhân quả. Diệp Thần cảm thấy được một điểm này, ánh mắt vô cùng trịnh trọng. Kiếp trước, hắn và Đế Uyên Điện ân oán trùng trùng. Cái này nhất thế, xem ra vậy không thể tránh được. Thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trước luyện hóa Lục Dương Thần hỏa dám nói sau. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, thu liễm nghĩ bậy, tiếp tục luyện hóa Lục Dương Thần hỏa dám. Lúc này Lục Dương Thần hỏa dám, bên trong lưu lại tinh thần ấn ký, đã bị lau giết sạch, Diệp Thần cắn bể đầu ngón tay, tích xuất một giọt máu tươi, rơi vào mặt kiếng bên trên, bắt đầu thành lập mình dấu vết hơi thở. Mà u oanh quỷ rú, thì cố ý dẫn Bi Thiện Đại Đế, đi ngôi mộ chính hướng ngược lại chạy đi. To gan yêu nghiệt, muốn chạy đi nơi nào? Bi Thiện Đại Đế nghiêm nghị gầm lên, mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng, nhưng vậy không đoán ra, lúc này khiến cho cái Phật môn âm hống công, một cổ kinh khủng sóng âm, như nước thủy triều nghiền ép ra. Chung quanh mộ phủ vách tường, kịch liệt chấn động đứng lên, xuất hiện từng đạo vết rách, cấm chế phía trên phù văn cũng hoàn toàn phai mờ. Phốc xích, chạy nhanh ở giữa u oanh quỷ rú, gặp phải sóng âm tập kích, nhất thời khạc ra máu tươi, nội tạng bị thương, ngã nhào trên đất. Cầm Lục Dương Thần hỏa dám giao ra, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bi Thiện Đại Đế dừng lại pháp trượng, trừng mắt trợn tròn, sải bước chạy cướp lên. Lão lừa ngốc, để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính Phật môn chính tông. Thiên Long bát thần âm, cho ta trấn áp. U oanh quỷ rú vành mắt hết sức nứt ra, móc ra Thiên Long phù chiếu, trực tiếp thả ra ngoài. Rào. Thiên Long phù chiếu thả ra, từng vòng cuồn cuộn kim quang, chính là ngay tức thì tách thả ra, diễn hóa thành từng cái kim long, trong hư không, có vô cùng khoáng đạt, vô cùng hào hùng thiên Phật cổ âm, hung hăng bạo giết ra. Bá, đâu, đi, be be, ỏ, ô, ba. Liên tiếp kinh khủng nốt nhạc, mang kinh thiên động địa uy áp, cuồng như vậy cuộn sạch mà qua. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Trong phút chốc, toàn trường Đế Uyên Điện đệ tử đều bị liền to lớn âm sát chấn áp, tất cả người cuồng phún máu tươi, có 4-5 cái tu vi hơi yếu, sống sờ sờ bị chấn giết, thất khiếu chảy máu mà chết. À, Thiên Long bát thần âm, sùng quang đại đế bí pháp, ngươi làm sao sẽ?
Mi Thiện Đại Đế ánh mắt bộ dạng sợ hãi, chỉ cảm thấy màng nhĩ kịch chấn, đầu ông minh, bước chân liên tiếp lui về phía sau, lật đật coi giữ tâm thần, ngăn cản hồng mông cổ âm đánh vào. Cái này Thiên Long Bát Thần Âm, so với hắn Phật Môn Âm Hống Công, không biết lợi hại hơn nhiều ít. Theo Thiên Long Bát Thần Âm so sánh, hắn Âm Sát Thần Thông, đơn giản là không đáng giá để ra. Hắn nội tâm tràn đầy rung động, không biết ở U Oanh Quỷ Dữ sau lưng, rốt cuộc cất giấu cao thủ gì, xem hình dáng là Phật đạo song tu, võ đạo nội tình đặc biệt đáng sợ. Rút lui. U Oanh Quỷ Dữ đẩy lui Bi Thiện Đại Đế, lập tức xoay người thoát đi, trong đầu nghĩ, đại nhân, còn chưa khỏe sao? Phù chiếu còn dư lại cuối cùng một tấm, ta mau không chịu nổi. Yêu nghiệt, mau gọi sau lưng ngươi chủ nhân hiện thân, tha ngươi không chết. Bi Thiện Đại Đế nghiêm nghị gầm lên, cũng biết U Oanh Quỷ Dữ chỉ là một con rối, chân chính lợi hại, là núp ở sau lưng hắn cao thủ. U Oanh Quỷ Dữ nhưng không đáp lời, nhanh chóng thoát đi, cũng dọc theo đường lót gạch, đi dưới đất bỏ chạy. Hắn ánh mắt không ngừng lóe lên, trong lòng đã có đối địch cách. Rất nhanh, U Oanh Quỷ Dữ đi tới lòng đất, nơi này, lại có một phiến rộng lớn không gian. Ở nơi này phiến bên trong không gian, hiện đầy xiềng xích. Từng cái xiềng xích, không ngừng xen lẫn, buộc chặt một con cự thú. Vậy cự thú, cả người da như áo giáp, dài một cây ác liệt một sừng, ánh mắt hung ác, đằng đằng sát khí, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gào. Sư đệ, chịu khổ. U Oanh Quỷ Dữ thấy cái này đầu tê giác, phát ra trầm thấp thanh âm thê lương. Đầu này lớn tê giác, chính là thượng cổ thập hung một trong, Kim Loan Thiên Tê. Ở trên cao cổ thập hung bên trong. Kim Loan Thiên Tê huyết mạch, không hề là lợi hại nhất, nhưng nó tầm vóc thân xác, nhưng là đặc biệt đáng sợ, có 102 thập hung, cả ngày bên ngoài vẫn thạch cũng có thể đụng nát. Sư huynh, ngươi tới cứu ta. Kim Loan Thiên Tê nhìn U Oanh Quỷ Dữ, lộ ra mờ mịt ánh mắt. Vô tận năm tháng trấn áp, nó cô độc mà không giúp, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày, ngày xưa đồng môn sư huynh, lại có thể sẽ xuất hiện ở trước mặt nó nhất thời có loại ảo mộng vậy cảm giác. Ừ, ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. U Oanh Quỷ Dữ cầm một cây xiềng xích, lòng bàn tay nổ lên một món màu xanh quỷ hỏa, từng cơn kinh khủng ăn mòn hơi thở tràn ngập ra, quỷ hỏa dọc theo xiềng xích lan tràn, vậy từng cái xiềng xích, ngay tức thì bị đốt đến đỏ bừng, sau đó gặp phải ăn mòn phép tắc phai mờ, hoàn toàn vết nứt đánh mất. Hống! Xiềng xích đoạn rơi, Kim Loan Thiên Tê thoát khốn, nhất thời ngửa mặt lên trời phát ra hung mãnh gầm thét, kêu lên, sư huynh, đa tạ ngươi. Đi, chúng ta xông lên đánh ra. U Oanh Quỷ Dữ tung người lướt qua, cưỡi ở Kim Loan Thiên Tê trên sống lưng, một tiếng gào thét, hung hăng đi bên ngoài xông lên đánh ra. Suy, quỷ hỏa ngưng luyện, U Oanh Quỷ Dữ trong tay, toát ra một cái quỷ hỏa đại đao, đằng đằng sát khí. Thời khắc này nó, cưỡi đầu sổ tê, tựa như xung phong xông vào trận địa chiến tướng, vô cùng uy vũ. Mà Bi Thiện Đại Đế đoàn người, vừa vặn truy đuổi tới dưới đất. Chỉ nghe phía trước truyền tới một hồi ùng ùng vang lớn, mở mắt vừa thấy, U Oanh Quỷ Dữ đang cưỡi đồ sộ tê cuồng lao ra, uy thế cuồn cuộn muôn vàn, khí thôn vạn dặm. Không tốt, Bi Thiện Đại Đế sắc mặt chợt biến, chỉ là một cái U Oanh Quỷ Dữ, hoặc là chỉ là một đầu Kim Loan Thiên Tê, đều không đáng gây sợ hãi, nhưng hai người kết hợp, hơi thở tương liên, thật là long trời lở đất, không thể ngăn cản. Mộ phủ bên trong, địa phương hẹp hòi. U Oanh Quỷ Dữ cưỡi tê liều chết xung phong, Bi Thiện Đại Đế đoàn người, căn bản không thể ngăn cản. Từng cái đế uyên điện đệ tử, nhất thời biến sắc. Ung ung. Ngay tức thì, U Oanh Quỷ Dữ cưỡi tê mãnh xông lên tới, tại chỗ liền có mấy cái đế uyên điện đệ tử, bị Kim Loan Thiên Tê đạp thành một phiến máu thịt, trạng thái chết thảm thiết. Giết. U Oanh Quỷ Dữ ý khí gió sao 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 dậy quỷ hỏa đao, mãnh giết chém mạnh, đem còn dư lại đế uyên điện đệ tử. Vậy toàn bộ chém, không lưu một cái người sống. Toàn trường bên trong, chỉ có Bi Thiện Đại Đế còn sống. To gan yêu nghiệt, lại dám lạm khai sát giới. Bi Thiện Đại Đế không ngừng lui về phía sau, tránh né Kim Loan Thiên Tê đụng, thấy đi theo đệ tử toàn bộ bị giết chết, nhất thời vô cùng tức giận. Đau buồn tím bát vàng, cho ta trấn áp. Dưới cơn thịnh nộ, Bi Thiện Đại Đế đứng yên bước chân, tay trái giơ lên bát vàng, nghênh không chiếu chói lọi. Nhất thời gian, một đạo nóng rực màu tím kim thần mang, chính là mãnh liệt tràn ngập ra, thẳng hướng U Oanh Quỷ Dữ và Kim Loan Thiên Tê chiếu đi. Mau lui lại,
U Oanh Quỷ Dữ sắc mặt chợt biến, cái này đau buồn tím bát vàng là 33 thiên hồng mông chí bảo, bảo quang chiếu một cái, có thể trấn áp vạn vật, người bị chiếu chúng, muốn sống sờ sờ hóa thành mù, không có chút nào sống sót có thể. Thúc dục bảo này, cần phải hao phí đồ sộ đại pháp lực, cho nên Bi Thiện Đại Đế cũng không có tùy tiện vận dụng, cái này một tí thả ra ngoài, nhất thời tím kim Phật quang cuồn cuộn, uy thế kinh trời, cứ như muốn nghiền diệt chư thiên. Kim Loan Thiên Tê biết lợi hại, lật đật đụng ra bên cạnh một mặt vách tường, nhanh chóng chạy trốn né tránh. Suy, tím kim Phật chiếu sáng chói lọi, nó mới vừa đứng địa phương, nhất thời xuất hiện một cái kinh khủng trong cái hố sâu, tí ti khói đen toát ra. Có thể chạy đi nơi nào? Bi Thiện Đại Đế Kim Cương trừng mắt, tím bát vàng chuyển động gian, lại là một món Phật quang bắn ra, xuyên qua hư không, hung hăng phá giết. Sư huynh, không tránh khỏi. Kim Loan Thiên Tê trầm giọng gào thét, nó thể hình khổng lồ, hoạt động bất tiện, mới vừa có thể tránh thoát một lần chiếu giết, đã là muôn vàn khó khăn, lần này vô luận như thế nào, cũng tránh không tránh khỏi. Đừng sợ, Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên, lên! U Oanh Quỷ Dữ cắn răng, sử dụng cuối cùng một tấm phù chiếu. Trong thoáng chốc, một cái to lớn Phật quang kết giới, ngay tại Kim Loan Thiên Tê dưới chân nổi lên, ào ào Phật quang, không ngừng cổn đáng ngưng luyện. Hóa thành một món mất đi kim quang, hung hăng xuyên qua ra. Đây là, Pháp Hoa Tịch Diệt Thiên, người rốt cuộc còn có nhiều ít lá bài tẩy. Bi Thiện Đại Đế thấy một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới U Oanh Quỷ Dữ lại còn có phủ chiếu. Liền gặp vậy một món mất đi kim quang, và hắn tím kim Phật quang, hung hăng đụng vào nhau, nhất thời bùng nổ suy suy tiếng vang, hai đạo ánh sáng mang, như hai cái hàng dài, gào thét xen lẫn. Từng vòng vầng sáng phô tán ra, chung quanh ngôi mộ vách tường ùm ùm than sụp xuống, bụi mù cuồn cuộn không ngừng. Mà theo cuối cùng một tấm phù chiếu dùng hết, chủ trong ngôi mộ, Diệp Thần linh lực, lại lần nữa hao tổn. Mặt hắn bàng, hơi mang theo một chút trắng bệch vẻ. Nhưng mà, từng luồng sáng chói kính quang, mang hào hùng linh khí, không ngừng tràn vào hắn kinh mạch bên trong. Mới vừa hao tổn linh lực, ngay lập tức tới giữa, khôi phục viên mãn. Luyện hóa thành công. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhìn giữa không trung trôi lơ lửng lục dương thần hỏa giám, nhất thời có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc luyện hóa thành công. Suy suy suy, từng luồng cuồn cuộn kính quang, mang vô tận ngọn lửa thần uy, không ngừng quanh quẩn Diệp Thần quanh thân. Ở lục dương thần hỏa giám hơi thở bao phủ xuống, hắn chỉ cảm thấy tự thân tựa như hóa thành một vòng mặt trời, ánh sáng chiếu sáng vạn cổ. Huy hoàng tới cực điểm. Ông, luân hồi mộ địa bên trong, một khối đá bia gào thét ra. Trên tấm bia đá, khắc một cái cổ xưa viêm chữ. Viêm bia, ở lục dương thần hỏa giám linh khí kích động hạ, viêm bia năng lượng, cũng là lớn đại bạo phát, nổ lên ngập trời lửa cháy bừng bừng ánh sáng. Hống, Diệp Thần huyết mạch chỗ sâu, mơ hồ có tiếng rồng ngâm truyền ra. Hạ một sát, một cái nóng rực hỏa long. Từ hắn trong kinh mạch nổi lên, chiếm cứ hắn thân thể, ngẩng đầu gầm thét, tầng tầng viêm mang không ngừng cổn đáng, huy hoàng vô địch. Long viêm thần mạch, Diệp Thần ánh mắt sáng lên, ở trong một cái chớp mắt này, hắn cảm ứng rõ ràng đến, viêm bia thần mạch thức tỉnh. Điều này thần mạch, kêu long viêm thần mạch, đại biểu lửa trời mãnh liệt mang năng lượng, có thể diễn hóa thành hỏa long, tẫn diệt sơn hà, đốt mãnh liệt bát hoang, đặc biệt chi hung hãn. Hỏa long không ngừng gầm thét, vô tận viêm mang tràn ngập, toàn bộ ngôi mộ tựa hồ thành nham thạch nóng chảy thế giới, một phiến đỏ bừng. Mà lục dương thần hỏa giám, cao treo giữa không trung, tựa hồ là một vòng mặt trời gay gắt, bỏ ra vạn trượng chói lọi, và long viêm thần mạch năng lượng, lẫn nhau giao ánh. Suy suy suy, Diệp Thần bên trong kinh mạch, hỗn độn linh lực vậy đang không ngừng tăng vọt. Hỗn độn cảnh 6 tầng thiên. Theo long viêm thần mạch thức tỉnh, Diệp Thần mừng rỡ phát hiện. Mình cảnh giới tu vi, cũng là ngay tức thì đột phá, bước chân vào hỗn độn cảnh 6 tầng thiên. Rào, rào, rào. Tầng tầng hỗn độn năng lượng, giống như mang vũ trụ tinh không hơi thở, không ngừng ở hắn quanh thân cổn đáng trước. Thượng cổ luân hồi lực, tựa hồ cũng ở đây dần dần hồi phục. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy luân hồi huyết mạch dị động, tựa hồ có một cái to lớn luân hồi chi bàn hư ảnh, thì phải gào thét ra. Vậy luân hồi chi bàn. Đại biểu lục đạo luân hồi pháp lực lượng, một khi xuất hiện, hắn là có thể lĩnh ngộ lục đạo luân hồi pháp bí ẩn.
Lục đạo luân hồi pháp, là 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, lợi hại nhất tồn tại, tượng trưng cho luân hồi lực lượng, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, để cho hết thảy sinh linh, rơi vào luân hồi, không thể ngăn cản. Nếu như có thể tu luyện tới nhất đỉnh cấp, thậm chí có thể dò ngó gặp vô thượng nguyên đạo bí ẩn, vượt qua hết thảy nguyên thuật. Môn thuật pháp này, có thể nói là chư thiên vạn giới, đứng đầu nhất tồn tại. Cũng là đời trước mình chỗ dựa lớn nhất. Ta nếu như có thể lĩnh ngộ luân hồi bí ẩn, tuyệt đối có thể đạp bể thiên đạo cung, tiêu diệt hết thảy địch. Diệp Thần nội tâm nhiệt huyết hỗn loạn, mơ hồ tới giữa, hắn đã thấy kiếp trước luân hồi đại đạo. Hắn lòng bàn tay, xuất hiện từng tia như ẩn như hiện văn lạc. Đó là luân hồi văn lạc. À! Nhưng ngay vào lúc này, xa xa truyền tới một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, cắt đứt hắn lĩnh ngộ. Lòng bàn tay luân hồi văn lạc, ngay tức thì chôn vùi đi xuống. Phốc xích! Lĩnh ngộ bị cắt đứt, Diệp Thần nhất thời khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, là Bi Thiện Đại Đế vậy lão lừa ngốc. Diệp Thần cắn răng, thốt nhiên giận dữ, lúc này một cước đá văng ra ngôi mộ cửa, theo tiếng tập kích bất ngờ đi. Mà lúc này, theo cuối cùng một tấm phù chiếu dùng xong, U Anh Quỷ Dữ mất đi tất cả thủ đoạn, lại cũng không có sức ngăn cản Bi Thiện Đại Đế. Hừ, hai đầu yêu nghiệt, ta xem các ngươi chết như thế nào. Bi Thiện Đại Đế hừ lạnh một tiếng, đau buồn tím bát vàng chuyển động, một món Phật quang soi ra. Cái này tia Phật quang, đã kém hơn mới vừa như vậy lợi hại, dẫu sao Bi Thiện Đại Đế pháp lực, đã tổn hao rất nhiều. Nhưng dù vậy, U Anh Quỷ Dữ và Kim Loan Thiên Tê cũng không ngăn nổi, nhất thời bị Phật quang chiếu thể, cả người bốc ra khói đen, phát ra kêu thảm thiết. Chỉ cần một nén hương thời gian, chúng thì phải hóa thành mủ, không có chút nào sống sót có thể. Lục Dương thần hỏa dám thuộc về ta, sắc. Bi Thiện Đại Đế cầm hoa chỉ một cái, pháp quyết đánh ra, rơi vào U Oanh Quỷ Dữ trên mình. Nhất thời, U Oanh Quỷ Dữ trong cơ thể Lục Dương thần hỏa dám tàn phiến, liền rơi ra ngoài, rơi ở trên mặt đất. Cái này, đây là... Bi Thiện Đại Đế nhìn khối này tàn phiến, đầu nhất thời ông tác hưởng, rốt cuộc phát hiện bị gạt. To gan yêu nghiệt, lại dám lừa gạt ta. Bi Thiện Đại Đế lão mi hoành thu, cặp mắt cơ hồ muốn nổ ra ngọn lửa, nguyên lai Lục Dương thần hỏa dám, căn bản không có ở đây U Oanh Quỷ Dữ trong cơ thể, nó trên tay cầm, chỉ là một khối tàn phiến, ngụy trang thành bản thể hình dáng thôi. Cho ta chết! Dưới cơn thịnh nộ, Bi Thiện Đại Đế quăng lên pháp trượng, hung hăng múa một vòng, phát ra trời long đất lở gào khóc, hung hãn đi U Oanh Quỷ Dữ đỉnh đầu đập xuống đi. Dừng tay, lão lừa ngốc, người ta, người cũng dám giết. Mắt xem U Oanh Quỷ Dữ sẽ bị đánh chết, ngay tại lúc này, một đạo chợt quát tiếng nổ lên. Diệp Thần bóng người, giết trong chớp mắt tới, sau lưng một vòng bảo giám, huy hoàng như mặt trời, không ngừng thả ra cuồn cuộn kính quang. Ở bảo giám bên trên, thậm chí có một con rồng lửa chiếm cứ, ngẩng đầu gầm thét, oai rồng cuồng liệt. Đại nhân, U Oanh Quỷ Dữ thấy Diệp Thần tới, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện. Ngươi, ngươi phải, thần quốc đệ nhất thiên tài, Diệp Thần. Bi Thiện Đại Đế nhìn Diệp Thần, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Ở tới thần quốc trước, hắn liền điều tra qua thần quốc rất nhiều tình báo, tự nhiên vậy biết Diệp Thần. Hắn nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai U Oanh Quỷ Dữ sau lưng cao thủ, chính là Diệp Thần. Đáng chết, Lục Dương thần hỏa giám, lại có thể bị ngươi luyện hóa. Nhìn Diệp Thần sau lưng bảo giám, Bi Thiện Đại Đế gương mặt thốt nhiên biến sắc, trong nháy mắt rõ ràng liền tất cả. Nguyên lai U Oanh Quỷ Dữ chỉ là một màn khói mù, dùng để mê muội hắn tầm mắt. Ở hắn đâu đâu loạn chuyển thời điểm, Diệp Thần đã đem cầm cơ hội, trực tiếp luyện hóa Lục Dương thần hỏa giám. Hỗn độn cảnh 6 tầng thiên, lại có thể luyện hóa Hồng Mông Chí Bảo. Bi Thiện Đại Đế cảm thụ Diệp Thần hơi thở, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 33 thiên hồng mông chí bảo, coi như là hắn cái loại này thần đế cao thủ, muốn luyện hóa, đều là muôn vàn khó khăn, nhưng Diệp Thần, chính là hỗn độn cảnh, nhưng là chặn lại hồng mông chí bảo uy áp, trực tiếp luyện hóa. Long viêm thần mạch, Lục Dương thần hỏa, giết. Diệp Thần nhưng không nói nhảm, sử dụng Lục Dương thần hỏa giám, kính chiếu sáng chói lọi, hòa lẫn long viêm thần mạch hơi thở, một con rồng lửa bạo xông lên ra, gầm thét liền liền, hung hăng giết hướng Bi Thiện Đại Đế. Bi Thiện Đại Đế lật đật lui về phía sau, thúc giục đau buồn tím bát vàng,
ngăn cản hỏa long kính quang đánh vào. Mà U Oanh Quỷ Dữ và Kim Loan Thiên Tê, không có tím kim Phật quang hành hạ, nhất thời thoát khốn, chỉ là bọn chúng ra, đều là một phiến nám đen, mình đầy thương tích, hiển nhiên bị thương to lớn. Chanh! Hỏa long kính quang và tím bát vàng đụng nhau, nhất thời phát ra binh khí va chạm vậy chanh minh. Bi Thiện Đại Đế bước chân, bị buộc được liên tiếp lui về phía sau. Hắn nội tâm bên trong, tràn đầy khiếp sợ. Mình đường đường thượng cổ thần đế cao thủ, lại có thể bị một cái hỗn độn cảnh 6 tầng thiên, chấn động được liên tiếp lui về phía sau, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Bát quái thiên đan thuật, bát quái hợp nhất, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cũng không có cho Bi Thiện Đại Đế thở dốc cơ hội, lập tức rút ra sát kiếm, từng luồng bát quái ánh sáng, không ngừng lóe lên. Một cái to lớn bát quái đồ án, cũng ở đây Diệp Thần sau ót hiện lên, vào giờ khắc này, càn khôn khảm ly, chấn động đổi tốn cấn 8 cái tinh vị, đều ở đây sáng chói lóng lánh, không ngừng lưu chuyển. Tất cả bát quái hơi thở, hoàn toàn dung luyện, thiên pháp, pháp, thủy pháp, lửa pháp, lôi pháp, trạch pháp, gió pháp. Núi pháp, cái này 8 môn thuật pháp thần thông, hoàn mỹ phù hợp. À, bát quái hợp nhất, tiểu tử, ngươi lại có thể đạt tới cảnh giới này, liền ta cũng không làm được. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Cổ Đan Tôn phát ra thán phục thần sắc. Ở thời đại thượng cổ, hắn tu luyện bát quái thiên đan thuật, mặc dù cũng lĩnh ngộ bát quái diệu pháp, nhưng 8 môn thuật pháp, từ đầu đến cuối không làm được dung hợp quy nhất bước. Nhưng mà, lúc này Diệp Thần nhưng là đạt tới bát quái quy nhất, hơi thở hoàn mỹ dung hợp cảnh giới. Rào, lao một cái vô cùng sáng chói, vô cùng huy hoàng, mang ngút trời đạo ra hai uẩn kiếm quang, từ Diệp Thần trên thân kiếm bạo giết ra. Giờ phút này, hắn tựa như hóa thân đạo môn chí tôn, khua kiếm tới giữa, đạo ra hòa hợp hơi thở, phát huy đến trình độ cao nhất. Bát quái này quy nhất kiếm quang, so với trước kia lợi hại không biết nhiều ít lần, một kiếm giết ra, quỷ thần không lưu. Đơn giản là vô địch. Diệp Thần có thể làm được một điểm này, vậy may mà Lục Dương Thần Hỏa dám. Dựa vào Lục Dương Thần Hỏa dám cuồn cuộn linh khí, hắn mới hoàn mỹ lĩnh ngộ bát quái hợp nhất diệu pháp. Bát quái ánh sáng cổn đãng gian, Diệp Thần trên mình, vậy phủ thêm một bộ màu xanh da trời đạo bào, phiêu giật mà tự nhiên, trường kiếm trong tay ám sát, giống như muốn xuyên qua tinh không, không thể ngăn cản. Cái này không thể nào. Một cái hỗn độn cảnh 6 tầng thiên, làm sao sẽ như thế lợi hại? Bi Thiện Đại Đế hoàn toàn kinh hãi, nhìn Diệp Thần ngập trời kiếm quang, cả người kịch liệt rung động. Hắn rất rõ ràng, nếu như bị một kiếm này đánh trúng, hắn thần đế thân thể, tuyệt đối cũng phải giấy vậy, bị hoàn toàn xuyên thủng, không có chút nào ngăn cản có thể. Đau buồn tím bát vàng, sắc. Trong lúc nguy cấp, Bi Thiện Đại Đế sử dụng tím bát vàng, ngăn cản Diệp Thần chém chết. Chanh. Diệp Thần một kiếm hung hăng chém xuống, nhất thời, tím bát vàng bị đánh xuống, ánh sáng tán loạn. Phốc xích, Bi Thiện Đại Đế gặp cắn trả, nhất thời hộc máu, gương mặt ngay tức thì trắng bệch. Hắn dẫu sao còn không có khôi phục lại trạng thái tột cùng. Một bên U Oanh Quỷ Dữ và Kim Loan Thiên Tê, hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần chính là hỗn độn cảnh 6 tầng thiên, lại có thể một kiếm đánh bại trong truyền thuyết thần đế cao thủ. Rút lui. Bi Thiện Đại Đế mặt đầy bi phẫn, vội vàng xoay người chạy trốn đi, liền pháp bảo cũng không dám muốn. Truy đuổi. Một bên U Oanh Quỷ Dữ, thấy Bi Thiện Đại Đế chạy trốn, liền muốn cưỡi tê đuổi giết. Giặc cùng đường chớ đuổi. Diệp Thần khoát tay một cái, cũng không có truy đuổi ý. Bi Thiện Đại Đế một đời thần đế cao thủ, hơn nữa còn làm đế uyên điện trưởng lão, trên đầu nhất định có lá bài tẩy, nếu như ép hắn. Sẽ không có kết quả tốt. Đại nhân. U Oanh Quỷ Dữ nhất thời dừng lại, từ Kim Loan Thiên Tê trên sống lưng nhảy xuống, xuôi tay đứng ở một bên. Cực khổ. Diệp Thần nhìn U Oanh Quỷ Dữ cả người nám đen, vết thương chồng chất hình dáng, bàn tay vung lên, thả ra một món bát quái ánh sáng, bao phủ ở nó và Kim Loan Thiên Tê trên thân thể. Rào. Ở bát quái linh quang bồi bổ hạ, U Oanh Quỷ Dữ và Kim Loan Thiên Tê thương thế. Nhất thời nhanh chóng hết bệnh, ngay chớp mắt hoàn toàn khôi phục, liền vết sẹo cũng không có để lại. Ở lĩnh ngộ bát quái hợp nhất diệu pháp sau đó, Diệp Thần bát quái thiên đan thuật, hiệu quả chữa thương cũng là lớn lớn tăng lên. Đa tạ đại nhân, U Oanh Quỷ Dữ mừng rỡ không thôi, chợt chỉ Kim Loan Thiên Tê,
hướng Diệp Thần giới thiệu, đại nhân, đây là ta sư đệ, Kim Loan Thiên Tê. Hắn khoa tay múa chân một tí động tác tay, lại hướng Kim Loan Thiên Tê giới thiệu, sư đệ, vị này là Diệp Thần Diệp đại nhân, ta trước kia làm ác quá nhiều, hôm nay hết sức sửa sai, bái nhập Diệp đại nhân cử xuống, cọ rửa tội nghiệt, người cũng phải tự sửa đổi, theo ta cùng chung quỳ xuống, sau này thay Diệp đại nhân cống hiến đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 165.